Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.org. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Nạn đói, vật phẩm của ta có thể thăng cấp của tác giả Tả Nhĩ Thính Thiên. Tập 24 chương 231, Thiên Chi Kỳ Vật, Mộng Huyễn Thần Thành. Dương Thần tiếp tục trấn an, chớ khẩn trương, ta sẽ không tổn thương ngươi. Một bên, hắn cưỡng ép tiến hành cải tạo cho A-179. Diễn khí đi qua nơi nào, từng linh kiện của A-179 đều giải thể, kết cấu bên trong dần chuyển từ nguyên lý khoa học kỹ thuật sang nguyên lý tiến hóa. Một loại ba động đặc thù bắt đầu lan rộng. Xin đừng làm như vậy. A-179 lo lắng vì nàng phát hiện mình hoàn toàn không kiểm soát được cơ thể nữa. Trí năng hạch tâm dường như đã bị tách biệt ra. Không đúng. Rất nhanh, nàng nhận ra hạch tâm trí năng của mình dường như đã xảy ra biến đổi kỳ quái, thậm chí bắt đầu tạo cảm ứng với các mô đun của cơ thể. Loại cảm ứng này khiến cơ giới sinh mệnh vốn không có cảm giác đau, bây giờ lại cảm thấy đau đớn. Đừng! Đây là lần đầu tiên A-179 cảm nhận được cơn đau như vậy, cảm giác này làm trí năng thể của nàng trở nên hỗn loạn. Đừng lo lắng, yên tâm đi, ta đã tính toán kỹ lưỡng, sẽ không làm hại ngươi. Dương Thần không nhận ra rằng lúc này hắn trông như một nhà khoa học điên cuồng, hơn nữa còn là một nhà khoa học điên cuồng lừa gạt trẻ con. Hắn quyết đoán cải tạo cơ thể của A-179, không hề do dự. Lúc này, cả hai đã bay ra khỏi Mộng Huyễn Thần Thành, Dương Thần đang theo bản đồ trong kho dữ liệu của A-179, hướng về phía cảng hàng không. Trong suốt quá trình, hình dáng của phi thuyền nhỏ dần dần thay đổi, từ hình phi thuyền thành một loại cực lớn giống như chip. Xin đừng làm như vậy, ta chịu không nổi. A-179 gần như sụp đổ. Cảm giác đau từ mô đun thân thể bị cải tạo khiến ý thức của nàng trở nên yếu ớt. Cơ giới sinh mệnh vốn có xúc giác, nhưng không có cảm giác đau. Nhưng bây giờ, xúc giác đó đã thăng hoa thành cảm giác đau đớn, khiến nàng đau đến mức không muốn sống. Đây là lần đầu tiên từ khi có ý thức, nàng trải qua một cảm giác lạ lẫm như vậy. Sắp xong rồi, sắp xong rồi. Dương Thần cố gắng trấn an. Cuối cùng, ngay khi họ gần tới cảng hàng không, việc cải tạo cũng hoàn thành. Phía dưới là con đường ven biển, một cảng hàng không khổng lồ dài rộng có thể lên tới hàng vạn km hiện ra trước mắt. Tựa như toàn bộ một khối lục địa đã được cải tạo thành cảng hàng không, bên trong đặt vô số phi thuyền vũ trụ lớn nhỏ. Dương Thần điều khiển phi thuyền mang hình dáng chip lớn hạ xuống lối đi bộ, đẩy cửa bước ra ngoài. A-179 vội vàng thử biến trở lại hình người. Kết quả bất ngờ với nàng là, dù hình thái phi thuyền của mình đã bị thay đổi hoàn toàn, nàng vẫn có thể biến về hình người. Hơn nữa, lần biến hình này còn nhanh hơn trước. Điều kỳ lạ là, quá trình biến hình này dường như không còn trong phạm vi khoa học kỹ thuật, không cần phải giải thể rồi xây dựng lại, mà có thể trực tiếp biến hóa. Ngài đã làm gì với ta? A-179 nhìn về phía Dương Thần với ánh mắt đầy sợ hãi. Đưa ngươi một chút lợi ích, coi như số ngươi may mắn gặp được điều tốt này. Dương Thần mỉm cười nói, ta đã đặt vé tàu trên mạng, không cần tiễn, ngươi trở về đi. Hy vọng điều ngạc nhiên này sẽ làm ngươi thích, vậy chúc ngài lên đường bình an. A-179 như vừa được giải thoát, vội vã xoay người bay đi, không muốn ở lại bên cạnh vị khách này thêm chút nào. Hy vọng ngươi không bị hù dọa. Nhưng không biết liệu ngươi có thể chịu nổi lợi ích này không? Dương Thần mỉm cười, thực hiện vài thao tác trên quang não. Rất nhanh sau đó, một cơ giới sinh mệnh khác từ xa bay tới. Xin hỏi ngài có phải là tiên sinh Dương Thần? Cơ giới sinh mệnh không có làn da của con người hỏi. Là ta. Dương Thần gật đầu. Mời đi theo ta, chuyến bay của ngài chậm nhất là ngày mai sẽ khởi hành. Nhưng tốt nhất nên lên thuyền sớm để làm quen với môi trường bên trong. Cơ giới sinh mệnh nói xong, quay người bay về phía phi thuyền ở xa. Chiếc phi thuyền đó không lớn, dài chỉ hơn 1.000 mét, ngoại hình giống như một chiếc phi toa, hoàn toàn phong bế. Tuy nhiên, Dương Thần cảm nhận được có sự hiện diện của không gian chi lực, bên trong chắc hẳn có những không gian đặc biệt. Đến gần chiếc phi thuyền hình thoi này, trước tiên Dương Thần lấy ra thẻ hội viên của bãi đậu công ty để đảm bảo nếu có xảy ra vấn đề, mình có thể rời đi ngay lập tức, rồi nói, chờ một chút. Cơ giới sinh mệnh dẫn đường cảm thấy nghi hoặc, nhưng không hỏi thêm gì, dù sao phi thuyền cũng chỉ khởi hành vào ngày mai. Dương Thần quay đầu nhìn về phía Mộng Huyễn Thần Thành.
vì khoảng cách từ nơi này đến tòa thành lơ lửng kia không xa lắm và tòa thành đó lại quá khổng lồ nên từ đây vẫn có thể nhìn thấy. Từ xa, nó giống như một đóa hoa sen siêu lớn lơ lửng trên tầng mây. Cùng lúc đó, A-179 đang vội vàng trở về Mộng Huyễn Thần Thành. Vì hình thái phi thuyền của mình bị Dương Thần cải tạo thành hình dáng kỳ quái, nàng thậm chí không dám biến lại thành hình thuyền, sợ bị người khác chế giễu. Giờ đây, nàng cảm thấy vừa phẫn nộ vừa ấm ức, nhưng lại không làm gì được vì người đã động tay động chân với nàng là một cao đẳng công dân. Còn nàng chỉ là một vũ trụ công dân bình thường, có địa vị xã hội tương đương với tiến hóa giả cấp cao. Điều này cũng chỉ vì tầm quan trọng của cơ giới sinh mệnh quá lớn. Đã từng có rất nhiều cơ giới sinh mệnh với tư duy độc lập liên kết bãi công và phản đối, cuối cùng mới có thể giành được quyền lợi và địa vị xã hội. Nếu không, cơ giới sinh mệnh mãi mãi chỉ là công cụ. Không biết liệu có thể thay đổi đối tượng phục vụ được không? Cái tên Dương Thần đó quá đáng, dám động tay động chân với ta. Liệu cao đẳng công dân có thể làm gì mình muốn sao? Thử xin phép trước xem sao. Nàng trực tiếp gửi yêu cầu, muốn thay đổi đối tượng phục vụ. Sau khi gửi đi, nàng lại có chút lo lắng, không biết cấp trên có đồng ý hay không, vì đây là hành động chưa từng có tiền lệ. Cùng lúc đó, nàng rốt cuộc đã bay tới vùng trời của Mộng Huyễn Thần Thành, một lực lượng vô hình bao phủ nàng. Trước khi kịp phản ứng, cơ thể của nàng đã bị cưỡng ép biến trở lại hình dạng chip khổng lồ, trong nháy mắt bay về phía pho tượng khổng lồ ở lối vào của kiến trúc hoa sen. Vì tốc độ quá nhanh, các cơ giới sinh mệnh chịu trách nhiệm an ninh nghĩ rằng thành phố đang bị tấn công, vội vàng kích hoạt khiên phòng ngự. Tuy nhiên, chip khổng lồ này không hề quan tâm đến bất kỳ trở ngại nào, chỉ trong nháy mắt đã chui vào bên trong pho tượng khổng lồ ở cổng kiến trúc hoa sen. Ông! Trong nháy mắt, cả Mộng Huyễn Thần Thành đều rung chuyển, không gian bên trong thành bắt đầu vặn vẹo, từng tòa kiến trúc như sống lại, điên cuồng sinh trưởng. Chuyện này là sao? Chuyện gì đang xảy ra? Toàn bộ người trong thành đều kinh ngạc. Ngay cả các cao đẳng công dân ẩn cư tại đây cũng ngạc nhiên, nhao nhao bay ra khỏi nơi ở của mình. Siêu siêu, đạo cụ sư duy nhất ở đây, Hách La La Á cũng bay ra. Thậm chí, một thanh niên tỏa ra khí tức khủng bố, trông rất tôn quý cũng bay ra. Hắn chính là thành chủ của Mộng Huyễn Thần Thành, Hách La La Liêm. Chuyện gì đang xảy ra? Hách La La Liêm nhíu mày, lớn tiếng quát. Dưới ánh nhìn của hắn, không gian trong thành bắt đầu vặn vẹo, vô số kiến trúc điên cuồng sinh trưởng, hoàn toàn mất kiểm soát. Thậm chí, hắn cảm thấy rằng quyền kiểm soát của mình đối với thành phố này đang dần biến mất, như thể có ai đó đang chiếm đoạt quyền điều khiển Mộng Huyễn Thần Thành. Điều này là không thể tha thứ được. Ông! Cùng lúc đó, một biến đổi lớn hơn xảy ra. Các dải cây xanh, vốn chỉ là những thực vật kiểm soát tinh thần lực, đột nhiên điên cuồng sinh trưởng, chỉ trong nháy mắt biến, thành những cây đại thụ che trời. Trong quá trình này, thành phố chìm trong mây mù cuồn cuộn, một cơn mưa lớn đổ xuống, nhanh chóng biến thành dòng sông, cuốn trôi tất cả. Các dụng cụ khoa học kỹ thuật tối tân, vô số hệ thống phòng ngự, giờ phút này dường như mất tác dụng. Toàn bộ thành phố đang trải qua một biến đổi lớn. Các tòa nhà dần biến thành những ngọn núi cao, những con đường dần trở thành sông suối. Thậm chí, pho tượng ở lối vào kiến trúc hoa sen, cũng như thực vật, điên cuồng lớn lên. Cuối cùng, khi quá trình biến đổi kết thúc, mọi người đều kinh ngạc đến tột cùng. Ngay cả thành chủ Hách La La Liêm hay đệ đệ của hắn là Hách La La Á cũng trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh tượng bên dưới. Nguyên bản Mộng Huyễn Thần Thành chỉ rộng hơn 1.000 km, giờ đây dường như vô biên vô hạn. Trên đỉnh đầu xuất hiện tầng mây, xuất hiện mặt trời, xuất hiện bầu trời, nhưng rõ ràng đó không phải là bầu trời thật mà chỉ là một lớp khiên phòng ngự. Các tòa kiến trúc biến thành những ngọn núi cao, nhưng bên trong vẫn giữ cấu trúc kiến trúc, chỉ là tất cả đã hoàn toàn biến dạng. Cái này, Hách La La Á, một đạo cụ sư cấp 3 run rẩy nói, đây là quy tắc kỳ vật. Đây là quy tắc kỳ vật. Cái gì? Hách La La Liêm sững sờ. Cái này vốn là một kiện đáng giá chuyện cao hứng, nhưng bây giờ, hắn đối với quyền trưởng khống Mộng Huyễn Thần Thành, hoàn toàn biến mất. Quyền trưởng khống đã bị cướp đi. Cùng lúc đó, nơi vốn là vị trí trọng yếu của thành thị, kiến trúc cổng hình hoa sen, pho tượng này vốn chỉ cao hơn 100 mét, nay đã đạt đến vạn mét. Pho tượng này giờ phảng phất như sống lại, dung mạo biến thành bộ dáng của A-179. Ta trở thành quy tắc kỳ vật. Nàng sợ ngây người. Mộng Huyễn Thần Thành là một siêu cấp kỳ vật có khả năng thu nạp tài vận từ 8 phương, bên trong chứa một tiểu thế giới, các quy tắc vận hành theo thứ tự. Tuy nhiên,
Một nửa quyền trưởng khống kỳ vật này nằm trong tay một thể ý thức bị cưỡng ép hòa tan, muốn thu hồi hoàn chỉnh quyền trưởng khống, chỉ có cách đánh giết thể ý thức kia. Mặc dù cách xa hơn ngàn cây số, nhưng bởi vì món siêu cấp kỳ vật này thực sự quá khổng lồ, khiến cho những số liệu hiển thị trên đó cũng vô cùng lớn. Cho nên, tại cảng hàng không, Dương Thần thấy được số liệu của món siêu cấp kỳ vật đó. Bởi vì lúc trước khi nội bộ xảy ra biến hóa, thì ngoại bộ cũng xảy ra biến đổi to lớn. Mặc dù kích thước bên ngoài không thay đổi, nhưng vốn là siêu cấp thành thị hình hoa sen đang nở, nay lại biến thành hình dáng nụ hoa chớm nở. Đồng thời, cả tòa thành thị tản ra quang mang bảy sắc cầu vồng, chiếu rọi cả viên tinh cầu. Động tĩnh lớn như vậy khiến cho mọi người trong cảng hàng không, thậm chí trên toàn bộ viên mộng linh tinh đều phát hiện. Hiện tại cả viên mộng linh tinh đều trở nên náo nhiệt. Loại này thuộc văn minh trung đẳng, có kiến thức không ít, vô số người tranh nhau bay đến hướng này để tìm hiểu sự thật hoặc tìm vận may, xem liệu có thể trưởng khống kỳ vật này hay không. Bởi vì trong quan niệm của vô số người, thiên chi kỳ vật chỉ xuất hiện khi thiên địa đại biến, thậm chí khi quy tắc vũ trụ xảy ra biến đổi, cơ bản không thể cố ý tạo ra được. Loại tự nhiên sinh ra quy tắc kỳ vật như thế này, nói không chừng vẫn chưa có chủ nhân, người khác trên lý thuyết cũng có thể cướp đoạt. Lại là thu nạp tài vận từ tám phương sao. Dương Thần đối với thuộc tính này cũng có chút ham muốn. Nhưng tâm tính hắn rất tốt, ngay từ đầu đã quyết định chỉ làm thí nghiệm. Hiện tại quyền trưởng khống siêu cấp kỳ vật này, một nửa nằm trên tay sinh mệnh cơ giới, một nửa trên tay chính mình. Loại quyền hạn này không phải muốn nhường là có thể nhường, cần một nghi thức đặc biệt. Để tránh bị người khác truy đuổi, mình vẫn nên rời đi sớm cho thỏa đáng. Lần này thu hoạch đã rất lớn, rất nhiều phỏng đoán đều đã được nghiệm chứng. Đi thôi. Dương Thần vội vàng để sinh mệnh cơ giới dẫn đường, mang theo hắn tiến về phía trước, đến con phi thuyền vũ trụ hình thoi. Chương 232, siêu cấp con rối ở khắp mọi nơi. Quả nhiên như Dương Thần suy nghĩ, trong phi thuyền hình thoi này, xác thực có khác càn khôn. Bên trong này rộng đến kinh người, theo lời dẫn đường của sinh mệnh cơ giới, nội bộ có một khu vực đường kính trên 100 cây số. Bởi vì phải di chuyển lâu dài trong vũ trụ, rất nhiều người không chịu nổi sự đơn điệu, nên bên trong có nhiều công trình giải trí. Quầy rượu cùng phòng chiếu phim, mọi thứ đều được trang bị đầy đủ. Mỗi người mua vé tàu đều có một phòng chiếu phim riêng. Tuy nhiên, nếu muốn uống rượu hoặc vui chơi, cần đến khu vực công cộng. Dương Thần không hứng thú với những thứ đó, hắn chỉ muốn nhanh chóng chế tạo thành phẩm từ những vật liệu vừa tìm thấy. Vào phòng riêng của mình, hắn liền lấy ra toàn bộ vật liệu. Với vé tàu trị giá 100 vạn hắc sao, đãi ngộ quả thật rất tốt. Trong thời gian di chuyển trên phi thuyền, ăn uống đều miễn phí, trừ khi có yêu cầu đặc biệt. Ngoài ra, không chỉ có các công trình phục vụ giải trí, chỗ ở cũng rất rộng rãi. Ở đây có một khu vườn rộng lớn tên là Thiên Đình Viện, vật liệu được chất đống ở đây gần như hình thành một ngọn núi nhỏ. Trước hết phải hiểu rõ tính năng của những vật liệu này. Dương Thần lấy thể xác sinh mệnh cơ giới mua được từ dị thời không cự luân ra, từng món nghiên cứu kỹ lưỡng. Bởi vì những vật liệu này chỉ là vật liệu thông thường, cần phải nghiên cứu từ từ, tìm ra sự phù hợp để kết hợp chúng hoàn chỉnh. Chỉ cần một khâu gặp trục trặc, rất có thể sẽ thất bại. Cũng không biết liệu vật liệu thông thường có thể chế tạo thành siêu cấp kỳ vật được không, vừa nghiên cứu, Dương Thần vừa tự hỏi. Hiện tại hắn không có khả năng dùng vật liệu siêu cấp để phỏng chế siêu cấp kỳ vật nữa, như thế quá lãng phí. Nhưng vật liệu thông thường lại không làm hắn tiếc nuối. Đặc biệt là những vật liệu này, nhìn qua cũng không có gì cao cấp, gần như chỉ cần có tiền là mua được. Sở dĩ mất đến 30 mấy vạn hắc sao là vì chúng đã được chế tạo thành linh kiện sản phẩm siêu cấp khoa học kỹ thuật. Bản thân chúng là vật liệu thông thường, nếu không có độ phù hợp giữa chúng, không thể chế tạo thành siêu cấp kỳ vật. Vì thế, nếu có thể phỏng chế và tạo ra một siêu cấp kỳ vật không hoàn chỉnh thì sẽ là một thu hoạch lớn. Dương Thần vừa kiểm tra đặc tính linh kiện, vừa dùng não quét hình, ghi chép lại tên gọi các dụng cụ, đồng thời kiểm tra nguyên liệu chế tạo của chúng. Việc này đối với hắn rất quan trọng, quyết định tương lai hắn có thể phỏng chế loại siêu cấp kỳ vật này hay không. Đắm chìm trong trạng thái này, hắn gần như không cảm nhận được thời gian trôi qua. Khi phi thuyền khởi hành, hắn cũng không biết, vì trong phi thuyền này có hệ thống lực hút độc lập, không bị ảnh hưởng bởi tốc độ di chuyển. Khi hắn nghiên cứu xong tài liệu, hắn liền bắt đầu dung hợp. Trước đó hắn cảm nhận được độ phù hợp của các vật liệu, phần lớn đến từ món vật liệu ở khắp mọi nơi mà hắn vô tình tạo ra trước đó. Một phần nhỏ đến từ thể xác sinh mệnh cơ giới mua ở dị thời không cự luân. Hai vật liệu này tự nhiên cũng cần được dung hợp.
thể xác sinh mệnh cơ giới mua ở dị thời không cự luân quả nhiên bất phàm, có thể làm thành chủ thể. Dương Thần bắt đầu giải tỏa kết cấu của vật liệu này, chậm rãi dung hợp từng vật liệu khác vào. Thông thường, khi nhiều vật liệu như vậy được dung hợp, thành phẩm sẽ càng lúc càng lớn. Nhưng trong tay hắn, theo từng vật liệu được dung hợp, thành phẩm ngược lại trở nên càng ngày càng nhỏ. Dần dần, một con rối với ngoại hình chỉ cao khoảng nửa mét xuất hiện. Không biết bao lâu trôi qua, ngay lúc vật phẩm này sắp hoàn thành, đột nhiên một tín hiệu thông tin xa lạ đánh vào. Không phải dãy số đã ghi chú, đây là ai? Dương Thần nghi ngờ, hơi chuyển ý nghĩ và lựa chọn kết nối, nhưng động tác trong tay không hề dừng lại. Một hình chiếu BAD hiện ra phía trước, lại là Hách La La Á, kẻ tự cho mình đúng. Nguyên lai là Hách La La Á hầu tước các hạ. Dương Thần hơi không kiên nhẫn hỏi, có chuyện gì sao? Sao ngươi biết số thông tin của ta? Vì thái độ trước đây của kẻ này, hắn không mấy chào đón. Trong hình chiếu BAD, sắc mặt Hách La La Á có chút khó coi. Hắn là một bậc ba đạo cụ sư, ở nơi khác luôn được đối đãi lễ độ, ngay cả người hóa thần cũng muốn lấy lòng hắn. Nhưng gia hỏa này lại vô lễ như vậy. Nhưng nghĩ đến một khả năng, hắn đành đè nén bất mãn, hỏi, Dương Thần đúng không? Trước đó ngươi ở cùng A-179, ngươi có phát hiện gì lạ trên người A-179 không? Không phát hiện. Dương Thần trả lời qua loa, không nhìn Hách La La Á, ánh mắt đặt hoàn toàn lên con rối trong tay, tiếp tục hoàn thành bước cuối cùng để những thuộc tính phù hợp hình thành một vòng khép kín hoàn hảo. Ngươi phải trả lời nghiêm túc. Hách La La Á bất mãn nói, thật phiền. Dương Thần dập máy thông tin, dù sao sau này khả năng lớn cũng không gặp lại, không cần phải tự làm khó mình. Nhưng vừa cúp máy, lại có người gọi tới, vẫn là số đó. Dương Thần dứt khoát kéo số này vào danh sách đen, nghiêm túc làm việc của mình. Rất lâu sau, ngay lúc vật phẩm trong tay sắp hoàn thành, đột nhiên quang não của hắn bị cưỡng ép mở ra, một hình chiếu BAD hiện xuống, chính là Hách La La Á. Dương Thần nhíu mày, nhưng vẫn như cũ không để ý, hoàn thành công việc cuối cùng. Ông, một dao động vô hình lan tỏa, con rối cao nửa thước, có ngoại hình như một cô bé 13 đến 14 tuổi đột nhiên thu nhỏ lại thành kích thước bằng bàn tay, đồng thời từ từ mở mắt. Dương Thần, ngươi dám kéo đen ta? Ngạch, sao có thể? Hách La La Á đang định nổi giận, đột nhiên ngây người, mắt trợn tròn nhìn con rối trong tay Dương Thần, siêu cấp kỳ vật. Hắn tận mắt thấy một kiện siêu cấp kỳ vật sinh ra trong tay Dương Thần và đối phương dường như không dùng vật liệu chứa quy tắc lực lượng để chế tạo nó. Điều này khiến hắn không dám nói tiếp nữa. Linh thính giả level 1, thích lắng nghe trong vũ trụ các loại thanh âm, là con rối siêu cấp kỳ vật. Nó có tư duy độc lập, nhưng không thích động đậy, càng ưa thích ngồi yên hóng gió, phơi nắng, nghe tiếng vũ trụ. Ngoài chủ nhân ra, nếu ai quấy rầy nó sẽ biến đối phương thành con rối, cùng nó ngồi ngắm mặt trời mọc. Nó thích sự yên tĩnh và có thể ngồi yên hàng vạn năm. Nhưng nếu ai chọc giận nó sẽ truy sát đến vùng vũ trụ hẻo lánh. Nó có thể như ác quỷ vượt qua thứ nguyên xuất hiện bên cạnh, không chết không ngừng. Nó ở khắp mọi nơi, chỉ khi bị nhìn chằm chằm mới không thể di chuyển tức thời. Lực chiến đấu của nó liên quan trực tiếp đến cấp bậc của thành phố. Cái này con rối, giống như rất hữu dụng, cái này tuyệt đối không bán. Dương Thần hơi híp mắt, lập tức cầm lấy con rối đáng yêu ôm ngón tay mình, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Hách La La Á, ngươi xâm lấn quang não của ta. Bỗng nhiên, trong hình chiếu BAD, một thanh niên mang dáng vẻ quyền quý đẩy Hách La La Á ra, kinh ngạc nhìn con rối trong tay Dương Thần. Rồi quay lại nhìn Dương Thần, thần sắc trịnh trọng nói, Mộng Huyễn Thần Thành thành chủ, Hách La La Liêm, gặp qua Dương Thần đạo cụ sư. Không ngờ tiên sinh Dương Thần còn là một vị chuẩn đạo cụ sư, là bổn thành chủ thất lễ, trước đó chiêu đãi không chu đáo, xin hãy thứ lỗi. Chuẩn đạo cụ sư, tức là cấp bậc linh giai. Chuẩn đạo cụ sư. Dương Thần nhíu mày, cười nhạt, nguyên lai các ngươi phân biệt cấp bậc đạo cụ sư dựa vào việc chế tạo ra siêu cấp kỳ vật để xác định. Nói cách khác, Hách La La Á các hạ, tối đa chỉ có thể chế tạo bậc 3 siêu cấp kỳ vật. Hách La La Liêm thành chủ thấy đấy, bản nhân chỉ là một kẻ đến từ vũ trụ xa xôi, không rõ lắm về cấp bậc đạo cụ sư của trung đẳng văn minh đại khu. Bên cạnh Hách La La Liêm, sắc mặt Hách La La Á đỏ bừng, vì hắn nghĩ đến một điều là trước đó Dương Thần đã hỏi, đạo cụ sư có khác gì so với cấp bậc tiến hóa siêu cấp. Liên tưởng đến việc Dương Thần cũng là một đạo cụ sư, hắn không khỏi nghĩ đến một khả năng đáng sợ, Dương Thần có thể là bậc 6 đạo cụ sư. Ngươi là bậc 6 đạo cụ sư? Hắn khó mà tin tưởng hỏi. Cái gì? Bậc 6? Hách La La Liêm thành chủ sửng sốt,
Bởi vì siêu cấp kỳ vật không thể thăng cấp qua lực lượng nguyên tử tính, cho nên sự chênh lệch cấp bậc giữa các đạo cụ sư là rất lớn. Không cách nào dựa vào thủ đoạn bên ngoài để thăng cấp, chỉ có thể dựa vào sức mạnh tiến hóa để nuôi dưỡng. Siêu cấp kỳ vật muốn thăng cấp phải tính bằng trăm năm, thậm chí ngàn năm. Ở cấp thấp, như từ bậc 1 lên bậc 2, có thể sẽ nhanh một chút, nhưng càng về sau càng chậm. Cấp bậc cao hơn, như từ bậc 3 lên bậc 4 từ sơ giai đến trung cấp, hoặc từ bậc 6 lên bậc 7 từ trung cấp đến đẳng cấp cao, thời gian cần để thăng cấp càng lâu. Vì thế, sự chênh lệch giữa đạo cụ sư sơ giai, trung cấp và đẳng cấp cao là rất lớn. Dương Thần không trả lời câu hỏi này, hắn chỉ đùa nghịch con rối ôm ngón tay mình, nhàn nhạt hỏi, Hách La La Liêm thành chủ, ngài là thần hóa người, ta không dám truy cứu trách nhiệm của ngài. Nhưng chẳng lẽ ngài không nên giải thích vì sao lại xâm lấn quang não của ta? Hắn đã kéo số của Hách La La Á vào danh sách đen, vậy mà đối phương vẫn có thể gọi tới và còn cưỡng ép kết nối quang não của mình. Điều này với hắn là một tai họa tiềm ẩn về an toàn không thể coi thường. Nhìn tình hình, mua sắm quang não chế tạo từ văn minh cao cấp cần được xem xét kỹ. Hiểu lầm, chuyện này hoàn toàn là hiểu lầm. Hách La La Liêm vội vàng giải thích, chuyện này là do trợ thủ sinh mệnh cơ giới của ngài làm. A-179, Dương Thần nhíu mày. Quả nhiên, A-179 cũng bước vào trong phạm vi hình chiếu BAD, có chút hổ thẹn nói, ta không nói ra chuyện đó, nhưng hiện tại ta bị khóa chặt tại Mộng Huyễn Thần Thành, không cách nào rời đi. Hơn nữa, ta không có thủ đoạn tấn công, đấu không lại thành chủ đại nhân, chỉ có thể thỏa hiệp liên hệ ngài theo phân phó của hắn, ta không có ác ý. Nàng nói chuyện đó tự nhiên là việc Dương Thần cưỡng ép cải tạo nàng, biến nàng thành linh kiện cốt lõi của Mộng Huyễn Thần Thành. Nói cách khác, Hách La La Liêm và Hách La La Á vẫn chưa biết sự biến đổi của Mộng Huyễn Thần Thành là do Dương Thần. Dương Thần hiểu rõ, nhưng dù sao hiện tại hắn đã ở tinh không xa xôi, phi thuyền của hắn đang tiến hành vượt tốc độ ánh sáng, căn bản không sợ Hách La La Liêm đuổi theo. Thế là hắn lạnh nhạt hỏi, nói thẳng ra mục đích của các ngươi đi. A-179 gật đầu, nói, một nửa quyền trưởng khống Mộng Huyễn Thần Thành hiện tại thuộc về ta, nửa còn lại hẳn là thuộc về ngài. Hiện tại ta đã trở thành linh hồn của quy tắc kỳ vật, không cách nào từ bỏ quyền hạn này. Thành chủ đại nhân hy vọng có thể mua lại nửa quyền hạn từ tay ngài. Dương Thần không chút do dự lắc đầu, phương thức chuyển nhượng quyền hạn rất phiền phức, đây là quy tắc kỳ vật, không phải siêu cấp kỳ vật khác. Việc chuyển giao quyền trưởng khống sẽ dẫn đến biến đổi kết cấu nội bộ, hơn nữa ta không tin tưởng các ngươi, không có khả năng trở lại Mộng Linh Tinh. Sắc mặt Hách La La Liêm trở nên khó coi, nếu không thể thu được nửa quyền hạn còn lại, thì hắn, thành chủ này, chỉ còn là danh nghĩa. Bởi vì hắn không thể làm gì được A-179, đối phương không hiểu thấu biến thành linh hồn của quy tắc kỳ vật. Hắn chỉ có thể cưỡng ép phá hủy kỳ vật này, nếu không không thể loại bỏ đối phương. Nhưng việc phá hủy quy tắc kỳ vật thì chỉ có kẻ đại ngốc mới làm. Phải không như vậy, các ngươi cho ta một khoản tiền, ta từ bỏ sử dụng quyền hạn này, có thể ký hợp đồng. Hách La La Liêm thành chủ, ngài thấy thế nào? Dương Thần bỗng nhiên đề nghị. Ánh mắt của Hách La La Liêm thành chủ sáng lên, ý của ngươi là trao quyền. Quyền hạn này không cách nào chuyển nhượng từ xa, tự nhiên cũng không thể tính là trao quyền thực chất. Nhưng ta có thể không sử dụng quyền hạn này và tiết lộ cho ngài công năng thực sự của quy tắc kỳ vật này. Dương Thần nói, ngài hẳn biết, dù chỉ là trao quyền trên mặt chữ, cũng vô cùng trân quý. Chỉ cần ta không sử dụng quyền hạn này, nửa quyền hạn còn lại sẽ vĩnh viễn bị bỏ trống. Chỉ cần A-179 không nhằm vào ngài, chức thành chủ của ngài vẫn không bị lung lay. Ngài cảm thấy thế nào? Hách La La Liêm trầm ngâm một lúc, rồi hỏi, ngài muốn bao nhiêu tiền? Điều này phụ thuộc vào thành ý của ngài. Dương Thần không biết bao nhiêu là phù hợp, bởi vì tầm nhìn của hắn vẫn còn hạn hẹp, sợ mình đòi quá ít. Hách La La Liêm nhíu mày suy nghĩ, rồi nói, 100 triệu hắc sao, thế nào? Giá này chỉ để mua quyền sử dụng, ngài chỉ có lợi chứ không lỗ. Các bạn đang nghe chuyện nạn đói, vật phẩm của ta có thể thăng cấp của tác giả Tả Nhĩ Thính Thiên tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.org. Chương 233, đến Mạc Duyên Tinh. Dương Thần không biết giá này có đủ hay không, không trả lời trực tiếp mà nói, ta trước nói cho ngài công năng của Mộng Huyễn Thần Thành sau khi trở thành siêu cấp kỳ vật hoàn chỉnh. Hiện tại Mộng Huyễn Thần Thành, ngoài việc tự thành một thế giới độc lập, còn có khả năng thu nạp tài vận từ tám phương. Thu nạp tài vận từ tám phương, Hách La La Liêm trong lòng khẽ động, nhìn về phía A-179. A-179 gật đầu, tiên sinh Dương Thần nói không sai,
Hắn nhìn thấu được rất rõ đặc điểm hiện tại của Mộng Huyễn Thần Thành, mặc dù ta không biết hắn đã làm thế nào. Dù hiện tại đã là linh hồn của Mộng Huyễn Thần Thành, nhưng nàng căn bản không biết trong mắt Dương Thần, Mộng Huyễn Thần Thành có thể hiện ra số liệu rõ ràng. Số liệu đó có thể cho thấy tất cả các tính năng là một đặc dị của Dương Thần, do hắn có khả năng nhìn thấy và diễn giải số liệu các kỳ vật mà mình tạo ra. Nếu ngài sẵn lòng ký kết hợp đồng cam kết vĩnh viễn không sử dụng quyền trưởng khống này, đồng thời ủng hộ ta tiếp tục làm thành chủ, ta sẵn lòng trả ngài 1.000 vạn hắc sao mỗi năm. Tuy nhiên, ta có điều kiện, ngài cần trở thành đạo cụ sư ngoại xính của Mộng Huyễn Thần Thành. Số tiền này sẽ được công bố là lương của ngài. Ngài thấy thế nào? Hách La La Liêm nói thêm, ngài hiện tại không tin tưởng bổn thành chủ cũng có thể hiểu được. Nhưng sau này khi thực lực của ngài mạnh hơn, hy vọng ngài có thể trở lại Mộng Huyễn Thần Thành và chuyển giao quyền trưởng khống cho ta. Điều này cũng cần phải ghi vào hợp đồng, từ 100 triệu hắc sao biến thành 1.000 vạn hắc sao mỗi năm. Nếu kéo dài trong ngàn năm, chẳng phải sẽ là hơn 100 ức. Dương Thần hít một hơi, thật là một quyết đoán lớn. Liệu đây là sức mạnh của Mộng Huyễn Thần Thành hay do đạo cụ sư thật sự nổi tiếng đến vậy? Đạo cụ sư ngoại xính, những điều khác thì không vấn đề, vì từ đầu hắn không có ý định cướp lấy Mộng Huyễn Thần Thành. Nhưng việc làm đạo cụ sư ngoại xính, ngài yên tâm, bổn thành chủ sẽ không hạn chế tự do của ngài. Ngài vẫn có thể tạm giữ chức ở thế lực khác, chỉ là nếu Mộng Huyễn Thần Thành có nhu cầu chế tạo kỳ vật trung cấp, hy vọng ngài có thể ra tay. Hách La La Liêm thành chủ nói, ngoài ra, tiền thuê cho việc chế tạo siêu cấp kỳ vật sẽ được tính riêng, lương một năm là 1.000 vạn hắc sao, ngài thấy thế nào? Bình thường, bậc 6 đạo cụ sư không đáng để hắn trả nhiều tiền như vậy, nhưng quyền trưởng khống này đối với hắn quá quan trọng. Đối với người khác, đây chỉ là một kỳ vật quy tắc, nhưng đối với hắn, nơi này là nhà của hắn. Hắn đã sống ở đây vượt qua 9.000 năm, có tình cảm sâu đậm với nơi này. Hàng năm 5.000 vạn, Dương Thần thử nâng giá. Chủ yếu là, hắn từ khi thức tỉnh đến nay mới hơn một năm, trong thời gian này tiêu hết hắc sao đã sớm không chỉ 1.000 vạn. 1.000 vạn mỗi năm không đủ cho hắn tiêu vặt, không có khả năng. Hách La La Liêm lắc đầu, nhiều nhất là 2.000 vạn, đây là giá cao nhất mà bổn thành chủ có thể trả. Cũng được, tuy nhiên, năm nay 2.000 vạn, ta muốn nhận ngay lập tức. Năm mới cũng phải đưa cho ta ngay từ bây giờ, về sau hàng năm đều phải thanh toán trước. Dương Thần gật đầu, hợp đồng ký thế nào? Ngài chờ một chút. Hách La La Liêm thở dài, vội vàng yêu cầu người soạn hợp đồng, sau đó gửi đến tài khoản của Dương Thần. Dương Thần nhìn qua, phát hiện trên hợp đồng có thêm một điều khoản, trừ khi có tình huống đặc biệt, nếu không nhiệm vụ chế tạo siêu cấp kỳ vật do Mộng Huyễn Thần Thành ủy thác không thể từ chối. Điều này có thể chấp nhận, dù sao cũng có thù lao riêng, không phải làm không công. Trên hợp đồng cũng ghi rõ, việc chế tạo siêu cấp kỳ vật phải thành công mới có tiền thuê, nếu thất bại sẽ coi như làm không công. Tuy nhiên, chỉ cần không cố ý phá hủy vật liệu, cũng không cần bồi thường. Dùng siêu cấp vật liệu để chế tạo siêu cấp kỳ vật, xác thực có tỷ lệ thất bại. Nhưng từ trước đến nay hắn chưa từng thất bại, cũng không nghĩ rằng mình sẽ thất bại. Xác định không có vấn đề gì, hắn liền chọn xác nhận. Lần này, hợp đồng là giữa hắn và Hách La La Liêm trực tiếp ký kết, không có sự tham gia của Hách La La Á. Hách La La Liêm cũng không yên tâm để người khác thay thế. Khi Hách La La Liêm xác nhận, trên hợp đồng lập tức xuất hiện con dấu của chính phủ vũ trụ, đồng thời hợp đồng bị khóa. Loại hợp đồng này, một khi một bên vi phạm, chính phủ vũ trụ có thể can thiệp. Mặc dù đến hiện tại, Dương Thần cũng không rõ cái gọi là chính phủ vũ trụ là một khu vũ trụ nào hay thuộc về nơi nào khác. Nhưng hắn cảm giác rằng chuyện này không đơn giản. Hách La La Liêm khá giữ uy tín, hợp đồng vừa ký xong, 2.000 vạn hắc sao cho năm nay đã vào tài khoản. Nhìn thấy tài khoản có thêm 2.000 vạn hắc sao, lại còn đã trừ thuế, Dương Thần không khỏi mỉm cười. Đây là lần đầu tiên hắn thực sự cảm nhận được đạo cụ sư có tầm ảnh hưởng lớn đến mức nào. Về sau hàng năm đều có 2.000 vạn hắc sao cố định thu nhập. Chuyện như thế này, nếu lặp đi lặp lại nhiều lần, chẳng phải chỉ cần nằm không cũng kiếm được rất nhiều tiền. Như vậy, chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Hách La La Liêm thành chủ cũng mỉm cười nói, hợp tác vui vẻ. Dương Thần nhìn qua Hách La La Liêm và A179, rồi đóng hình chiếu BAD, dập máy thông tin, sau đó tiếp tục nghiên cứu con rối trong tay. Con rối này trông rất sống động, như một người tí hon thực sự, màu da cũng gần giống với người thật. Chỉ có điều da của nó không có lỗ chân lông, thân thể cũng không phải là huyết nhục hay xương cốt. Biết nói chuyện không? Dương Thần hỏi.
Con rối ôm ngón tay hắn, uể oải nhìn hắn một cái, khẽ gật đầu, nhưng không nói gì. Không thích nói chuyện sao? Dương Thần ra lệnh, nhưng bây giờ là lúc cần nói chuyện, sau này ta sẽ cho ngươi thời gian yên tĩnh, biết nói chuyện. Con rối lúc này mới uể oải trả lời một câu. Dương Thần hài lòng gật đầu, tiếp tục hỏi thêm các thông tin khác. Sau một lúc nghiên cứu, hắn thất vọng phát hiện rằng kỳ vật này bản thân không thể sử dụng các kỳ vật khác. Ban đầu hắn nghĩ con rối có thể đi khắp nơi, vậy mình có thể giao đinh súng cho con rối sử dụng, kiểu này mình muốn giết ai thì giết. Nhưng tiếc là con rối không thể sử dụng đinh súng. Ngoài ra, mặc dù Dương Thần là chủ nhân của con rối, nhưng việc trêu chọc hắn và trêu chọc con rối có sự khác biệt. Dù con rối tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của hắn, nhưng vì không kích hoạt quy tắc của con rối, nó cũng không thể dịch chuyển tức thời để đánh giết mục tiêu. Phải có người tự mình trêu chọc con rối thì nó mới có thể nhớ và trả thù. Để nghiên cứu điểm này, hắn đặc biệt mang theo tiểu nhân ngẫu đi dạo một vòng bên ngoài. Những hành khách và sinh mệnh cơ giới chào hỏi hắn đều bị con rối đánh dấu vì đã quấy rầy nó. Nếu không ngăn cản, con rối sẽ biến tất cả những người quấy rầy nó thành con rối và cùng nó ngắm cảnh. Tuy nhiên, những dấu hiệu này Dương Thần có thể cưỡng ép hủy bỏ, nên không cần lo lắng về việc giết oan người vô tội. Rất mạnh, nhưng lại không mạnh như tưởng tượng. Cuối cùng, hắn tiếc nuối thu lại ý định. Có lẽ giao vật nhỏ này cho Bành Mẫn là một lựa chọn tốt, vừa vặn để Bành Mẫn có một người bạn. Không cần thay đổi chủ nhân, chỉ cần khi tiểu nhân ngẫu tăng cấp lên đến 10 hoặc 20 cấp và thức tỉnh, phân cho Bành Mẫn một ít tỉnh khí, tiểu nhân ngẫu sẽ tự động nhận chủ. Dương Thần đã thử dùng diễn khí để tăng cấp cho con rối lên 10 cấp, con rối giống như các kỳ vật bình thường khác, cũng xuất hiện trạng thái thức tỉnh và sinh ra tỉnh khí. Loại tỉnh khí này, con rối dường như không tự phát hiện ra. Do thích yên tĩnh và bản thân không thuộc về sinh mệnh, con rối có thể được thu vào trong túi không gian chứa đựng và dường như nó cũng không kháng cự. Đương nhiên, chỉ có chủ nhân của nó mới có thể làm vậy, nếu là người khác, trong vài phút sẽ bị nó đánh dấu và tìm cách trả thù. Trong thời gian này, Dương Thần và Bành Mẫn liên hệ vài lần, gần như đều do Bành Mẫn chủ động liên hệ hắn, nói cho hắn biết cây chư lung quả lại thành thục. Nhưng giữa hai người không có cái gọi là tình yêu, vì thế cũng không có việc nấu cháo điện thoại, mỗi lần liên lạc đều chỉ để xác nhận đối phương an toàn và trao đổi chính sự, rồi cúp máy. Trên hành trình không có bất kỳ sóng gió nào, chuyến du hành vũ trụ dài hơn 4 tháng cũng nhanh chóng kết thúc. Dương Thần gần như không cảm nhận được thời gian trôi qua. Khi hắn bước ra khỏi phi thuyền vũ trụ và đặt chân xuống Mặc Duyên Tinh, mới chợt nhận ra mình đã an giật hơn 4 tháng. Môi trường không có bất kỳ nguy hiểm nào như thế thật khiến người ta lưu luyến. Chẳng trách Bành Mẫn không thích chạy khắp nơi. Thực ra, nếu có lựa chọn, hắn cũng không thích như vậy. Nhưng vì để trong tương lai, khi đối mặt với nguy hiểm thật sự, có thể có khả năng phản kháng, nên hiện tại chỉ có thể vất vả hơn một chút. Một thân ảnh từ xa bay tới, nhanh chóng khóa mục tiêu là Dương Thần, nhiệt tình chào đón, xin hỏi có phải là tiên sinh Dương Thần? Ngươi là? Trong lòng Dương Thần khẽ động, cảm giác khuôn mặt người này có chút quen. Tại hạ Chu Minh Trung, là phụ thân của Chu Nhân. Ngài hẳn là biết Chu Nhân. Nam nhân trước mắt mặc dù có vẻ ngoài trẻ trung, nhưng thực chất đã là bậc 8 tiến hóa giả. Chu gia chúng ta thế hệ này đều phục vụ Linh Hy tiểu thư. Linh Hy tiểu thư đã phân phó, chúng ta 4 người đã chờ ở đây mấy tháng, mong chờ ngài đến. Thì ra là vậy. Dương Thần giật mình, trách không được trông quen mắt, Chu Nhân còn tốt chứ. Sao ta không thấy hắn? Hắn đã hy sinh trong quá trình rút lui, khi lục địa hành Chu bị tộc Hắc Phong bắn tiêm tinh pháo nghiền nát, không ai sống sót. Chu Minh Trung sắc mặt không đổi nói, ý định của ngài đến Linh Hy tiểu thư đã nói rõ với chúng ta, mời ngài theo ta. Dương Thần có chút trầm mặc, lập tức bay lên theo, nén bi thương. Chu gia chúng ta thế hệ này phục vụ Linh Hy tiểu thư, hy sinh là điều vốn có. Hơn nữa, Linh Hy tiểu thư đã cho tiền trợ cấp đủ để người bình thường sống mấy đời cũng không hết. Chu Minh Trung nói, có lẽ trong mắt người ngoài, các thị tộc đều giống nhau, lạnh lùng và vô tình, không có nhân tính. Nhưng trong mắt chúng ta, Hô Diên thị khác biệt hoàn toàn với các thị tộc khác, tối thiểu Hô Diên thị chưa từng khắt khe với chúng ta. Dương Thần gật đầu, trong lòng càng nhận thức rõ sự khác biệt giữa Hô Diên thị và các thị tộc nhà giàu mới nổi khác. Hô Diên thị có bao nhiêu người biết ta tới? Hắn hỏi. Bởi vì nội dung giao dịch lần này, toàn bộ Hô Diên thị đều biết. Đương nhiên, lão tổ tông có biết hay không thì không rõ. Chu Minh Trung nói, thi thể sinh vật siêu cấp binh khí, cho dù ở khu vực trung đẳng văn minh này cũng vô cùng quý hiếm. Hô Diên thị cũng đã nỗ lực trả giá không nhỏ mới có được,
Linh Hy tiểu thư một mình không thể tự quyết. Chương 234, nhiệt tình, tiểu đình. Dương Thần lý giải, gật đầu rồi đột nhiên hỏi, có phải tất cả các đại khu cấp C đều thuộc trung đẳng văn minh? Theo như tại hạ biết, đúng là như vậy. Các đại khu cấp D vốn phải là văn minh cấp 3, nhưng có những khu không rõ vì lý do gì lại xếp vào cấp D, còn văn minh cấp 2 thì thông thường sẽ thuộc cấp E. Chu Minh Trung đáp, phía trên còn có các đại khu cấp B và cấp A, cũng thuộc trung đẳng văn minh. Đại khu cấp B đều là văn minh cấp 5, còn đại khu cấp A là văn minh cấp 6, gần nhất với các siêu cấp đại khu của văn minh cao đẳng. Dừng một chút, hắn bổ sung, tương truyền, nếu một đại khu cấp C nào đạt đến văn minh cấp 5, nó sẽ được xếp vào cấp B và số thứ tự sẽ thay đổi. Bởi vậy, tại hạ đoán rằng khu D319 của chúng ta đã từng tiến gần đến văn minh cấp 3, nhưng đáng tiếc. Số thứ tự này là ai quyết định? Dương Thần hiếu kỳ. Chu Minh Trung cười khổ, loại vấn đề này, tại hạ không thể trả lời được. Mặc duyên tinh rất lớn, đường kính lên đến mười mấy vạn cây số và bên trong còn có các khu vực không gian trồng chất được chế tạo bởi khoa học kỹ thuật. Chu Minh Trung đưa Dương Thần với tốc độ gấp 10 lần vận tốc âm thanh, bay hơn nửa giờ mới đến được khu vực cảng hàng không ở biên giới. Tại đây có một chiếc phi thuyền loại nhỏ, hai người ngồi lên và thông qua không gian nhảy vọt, tiếp tục đi thêm hơn nửa giờ để đến lãnh địa của Hồ Diên Thị trên Mạc Duyên Tinh. Khi sắp hạ phi thuyền, Chu Minh Trung giải thích Hồ Diên Thị có thần hóa người, khi vào khu vực C76 liền được phong một tinh cầu đất phong. Tuy nhiên, tinh cầu đó vẫn chưa được trao ra, vì vậy Hồ Diên Thị phải tạm trú tại đây. Thì ra là vậy. Dương Thần gật đầu, tỏ ra hiểu. Mặc dù Linh Hy tiểu thư không nói gì, nhưng giao dịch lần này có liên quan đến loại siêu cấp kỳ vật Thiên Minh Nguyên Châu, vốn đã trở nên rất nổi tiếng trong khoảng thời gian gần đây. Có thể làm cho sinh mệnh cơ giới sinh ra tư duy độc lập không hoàn chỉnh. Hồ Diên Thị đã điều tra và biết về cửa hàng thần mẫn kỳ vật, cũng như phát hiện ngài có khả năng phá giải siêu cấp kỳ vật. Bỗng nhiên Chu Minh Trung nói tiếp, các đại nhân phía trên cho rằng ngài có tiềm lực trở thành đạo cụ sư, có lẽ sẽ dùng một số thủ đoạn để lôi kéo ngài. Những hành động này không có ác ý, mong ngài không phản ứng quá kích động. Dương Thần nhíu mày, khẽ gật đầu, rồi hỏi, Hồ Diên Linh Hy đã trở về chưa? Chưa, nhưng nửa tháng trước Linh Hy tiểu thư đã truyền tin, nói rằng nàng phát hiện một cơ duyên lớn và sẽ bế quan một thời gian. Chu Minh Trung thở dài, vì sự kiện sa mạc bàng hoàng hư ảnh, Hồ Diên Thị đã sản sinh ít nhất 7 vị tiến hóa giả siêu cấp, có lẽ còn nhiều hơn trong bóng tối. Trong khi đó, mạch của Linh Hy tiểu thư chỉ có mỗi nàng là tiến hóa giả siêu cấp. Thêm vào đó, nàng đã phải trả giá rất lớn để đổi lấy tinh thạch lưu lại sau khi sa mạc bàng hoàng hư ảnh sụp đổ. Hiện tại, nàng đang chịu áp lực rất lớn, vì vậy luôn ở bên ngoài phấn đấu. Ngay cả chúng ta là hạ nhân cũng có thể thấy nàng vất vả, nhưng lại không thể giúp nàng chia sẻ. Dương Thần trong lòng hơi động, Hồ Diên Linh Hy đã trả giá điều gì? Trước khi Linh Hy tiểu thư tấn thăng lên bậc 9, thị tộc sẽ không tiếp tục cung cấp bất kỳ tài nguyên nào cho mạch của nàng. Chu Minh Trung giải thích, nói cách khác, Linh Hy tiểu thư phải hoàn toàn dựa vào chính mình trong việc tu luyện, không được hưởng tài nguyên từ thị tộc. Nàng thật sự có quyết đoán. Dương Thần sợ hãi thốt lên, trong lòng có chút khó xử. Viên tinh thạch kia đang ở trên người hắn. Chính xác hơn, tại nơi ẩn giấu trong thứ nguyên. Vì trong thời gian ngắn hắn không thể kiểm soát hoàn toàn món đồ này, nên không mang theo bên mình để tránh gây ra phiền toái không đáng có. Dù sao đó cũng là vật để lại sau khi một thần hóa người đã ngã xuống, nói là 1/11 siêu cấp vật liệu cũng không đủ. Giao vật phẩm quý giá như vậy cho mình mà không sợ mình cầm nó chạy trốn. Cũng không biết tại sao Hồ Diên Linh Hy lại tin tưởng hắn đến vậy. Sự tin tưởng này khiến hắn cảm thấy áp lực. Chúng ta tới rồi, tiên sinh, mời xuống thuyền. Chu Minh Trung nói. Cửa khoang của phi thuyền mở ra, một đám người đã đứng chờ ở bên ngoài. Dương Thần quét mắt qua, ngoài ý muốn phát hiện bên ngoài có hai siêu cấp tiến hóa giả, một người trong đó là bậc 7. Những người còn lại đều là tiến hóa giả cấp cao, từ bậc 7 trở lên. Nghi thức tiếp đón này có thể nói là vô cùng long trọng. Ngươi chính là Dương Thần huynh đệ. Tiến hóa giả bậc 7 dẫn đầu nhiệt tình chào đón, cảm nhận khí tức bậc 6 của Dương Thần, mí mắt giật một cái, càng nhiệt tình cười nói, tại hạ là Hồ Diên Hải, đây là tộc đệ Hồ Diên Hà. Hắn tiện thể giới thiệu người bên cạnh, một tiến hóa giả siêu cấp bậc 3, cũng là thanh niên, nhiều lắm chỉ 20 tuổi. Dương Thần gặp hai vị. Mặc dù là lần đầu gặp hai người này và có thể họ còn là đối thủ cạnh tranh của Hồ Diên Linh Hy, nhưng trước sự nhiệt tình của họ, hắn cũng không thể tỏ ra nghiêm khắc. Một đường vất vả,
trong nhà đã dọn xong yến hội, chỉ chờ ngươi. Hồ Diên Hải cười nói, không cần, chúng ta hãy nói chính sự trước. Dương Thần đi thẳng vào vấn đề, hai vị có thể phụ trách chuyện này chứ? Có thể là có thể, nhưng vì không biết thời điểm ngươi đến, nên vật phẩm vẫn còn ở nhà kho. Qua yến hội sẽ mang đến. Hồ Diên Hải nói, Dương Huynh đã trải qua một hành trình dài, để ta tổ chức yến hội đón tiếp ngươi. Thật sự không cần. Dương Thần có chút khó chịu trước sự nhiệt tình này, chắc các ngươi cũng biết, ta xuất thân hoang dân, không quen thuộc với những buổi lễ kiểu này. Vẫn là mau chóng hoàn thành giao dịch, như vậy mọi người đều an tâm. Hai vị thấy sao? Chủ yếu là hắn không muốn đi quá gần với những đối thủ cạnh tranh của Hồ Diên Linh Hy. Vậy Dương Huynh hãy nghỉ ngơi trước, sắc trời đã tối, chuyện giao dịch để buổi sáng mai thực hiện. Hồ Diên Hải dù có chút thất vọng nhưng không muốn dây dưa thêm, tránh phản tác dụng. Đối với vị Dương Thần này, người được cho là có tiềm lực trở thành đạo cụ sư, dù là hắn cũng không dám tỏ ra thất lễ. Đừng nhìn địa vị xã hội của đạo cụ sư và cơ giới sư giống nhau, nhưng càng là cường giả thì càng hiểu rõ đạo cụ sư giá trị hơn rất nhiều. Hồ Diên Thị hiện có 3 cơ giới sư, nhưng lại không có bất kỳ đạo cụ sư nào. Nếu có thể lôi kéo vị này về, sẽ có lợi lớn cho toàn bộ Hồ Diên Thị. Vì vậy, chuyện này không thể làm ảnh hưởng đến cạnh tranh nội bộ. Phía trên đã ra lệnh rằng, dù họ có thể lôi kéo Dương Thần hay không, cũng không được đắc tội, tránh làm mất cả liên kết với mạch của Hồ Diên Linh Hy. Một tòa trạch viện bên trong có không gian cực lớn, nhưng bề ngoài chỉ dài 100 thước. Dương Thần bất đắc dĩ lắc đầu, trên đường đến đây hắn lại gặp 4 siêu cấp tiến hóa giả khác của Hồ Diên Thị. Tất cả đều rất nhiệt tình, có người còn định giới thiệu bạn gái cho hắn, khiến hắn thật không còn gì để nói. May thay, khi thấy hắn có chút không kiên nhẫn, họ đều biết điều mà rời đi, cuối cùng đưa hắn đến an vị trong tòa trạch viện này. Chu Minh Trung nói rằng nơi này sau này sẽ là nhà của Dương Thần tại Mạc Duyên Tinh, thậm chí giấy tờ bất động sản cũng đã được hoàn thành cho hắn. Mặc dù tinh cầu này không phải một tinh cầu mậu dịch mở, nhưng đất đai vẫn rất quý giá, vậy mà lại trực tiếp trao cho hắn. Hy vọng giao dịch thuận lợi, đừng có gì khó khăn trắc trở. Cỗ thi thể tiến hóa giả siêu cấp bậc 7 là vật liệu bậc 7 duy nhất mà hiện tại hắn có thể có được. Mặc dù không chắc chắn liệu có thể dùng vật liệu đó để chế tạo ra một siêu cấp kỳ vật hoàn chỉnh hay không, nhưng đó là con đường duy nhất nhanh chóng để hắn tiến lên bậc 7. Cho dù cuối cùng chỉ có thể chế tạo ra siêu cấp kỳ vật không hoàn chỉnh, có lẽ vẫn có cách bù đắp. Mặc dù siêu cấp kỳ vật không hoàn chỉnh có thể giúp ta tấn thăng bậc 7, nhưng có khả năng sẽ ảnh hưởng đến tiềm lực của ta, tốt nhất vẫn nên cẩn thận. Trong lòng Dương Thần suy nghĩ kỹ càng, xác định không có vấn đề gì, rồi triệu hồi thứ nguyên nơi ẩn náu và mở ra thứ nguyên chi môn. Đây chính là con rối linh thính giả sao? Bành Mẫn từ thứ nguyên chi môn bước ra, trước tiên nhìn vào con rối trên vai Dương Thần. So với địa bàn Hồ Diên Thị tại Mạc Duyên Tinh, nàng càng thấy hứng thú với siêu cấp kỳ vật này, có ý thức riêng của nó. Thực tế, thứ nguyên nơi ẩn náu cũng được coi là có ý thức, nhưng thứ nguyên rất ít khi chủ động, khả năng kiểm soát nơi ẩn náu cũng không cao. Con rối lại có thể hoàn toàn kiểm soát bản thân, chênh lệch rất lớn. Đương nhiên, không phải là sự chênh lệch về uy lực, mà là chênh lệch trong khả năng làm bạn. So với một linh thể không có thân xác, Dương Thần cho rằng con rối có thể tự nhiên hoạt động, dù không yêu động đậy, phù hợp hơn cho Bành Mẫn làm bạn. Hắn không nói thêm gì, trực tiếp sử dụng diễn khí để nâng cấp cho con rối, từ 10 cấp thức tỉnh thái lên cấp 11. Trong quá trình đó, tỉnh khí sinh ra, phần lớn đều được chuyển sang cho Bành Mẫn. Ngay lập tức, con rối trên vai hắn, vốn đang yên tĩnh lắng nghe xung quanh, ngẩng đầu nhìn Bành Mẫn, sau đó lại nhìn Dương Thần, dường như đang do dự. Trong khoảnh khắc tiếp theo, nó dịch chuyển tức thời sang vai Bành Mẫn, không chút do dự thay đổi vị trí. Dương Thần trầm mặc, Bành Mẫn mừng rỡ, cầm lấy con rối vuốt ve, càng nhìn càng thích. Con rối này dù có ý thức riêng, nhưng vẫn là một con rối thực sự. Khi nó lười nhác không muốn động đậy, người khác tùy tiện làm gì với nó cũng được, nó không phản kháng, thậm chí ánh mắt cũng không thay đổi chút nào. Nếu đem nó ném trên đường, với tính cách không thích động đậy của nó, có lẽ không ai biết đây là một siêu cấp kỳ vật. Dù là siêu cấp kỳ vật, nhưng nó vẫn có chức năng như một con búp bê bình thường, tứ chi có thể uốn cong tùy ý. Vì là siêu cấp kỳ vật, nên không cần lo việc nó bị hỏng khi chơi đùa. Có lẽ ngươi chưa có tên, từ giờ sẽ gọi ngươi là Tiểu Đình, chữ Đình đồng âm với chữ Nghe, phù hợp với danh hiệu linh thính giả của ngươi. Bành Mẫn đặt tên cho con rối. Chỉ khi Bành Mẫn dừng tay, con rối mới uể oải giãn người, rồi lại bò lên vai Bành Mẫn và tiếp tục ngồi yên tĩnh.
thích thì cứ mang về đi, có nó làm bạn ta cũng yên tâm hơn. Dương Thần mỉm cười nói, tuy nhiên, nó có khả năng học hỏi, ngươi nhớ dạy nó một số kiến thức cơ bản. Dạy nó giới hạn của việc làm người, đừng tùy tiện giết người, để tránh việc khi ngươi lên mạng hoặc chơi đùa, đồng đội của ngươi đột ngột tử vong. Được rồi. Bành Mẫn gật đầu, vậy ta về trước, ngươi có cần ta hỗ trợ không? Không cần, nhưng ngươi có muốn dạo chơi Mặc Duyên Tinh một chút không? Dương Thần hỏi, thôi bỏ đi, ta về chơi game. Bành Mẫn không lưu luyến, xoay người rời đi, mang theo con rối tiến vào thứ nguyên chi môn. Dương Thần im lặng, không ngờ trước đây nàng lại có tính cách trạch như vậy. Nhưng cũng đúng, nếu trước đây nàng cũng như vậy, có lẽ đã chết đói từ lâu. Sau khi đóng thứ nguyên chi môn, hắn chuẩn bị làm gì đó giết thời gian, thì ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Cùng lúc đó, bên ngoài trạch viện, sắc mặt một thiếu nữ biến đổi, quay người muốn rời đi. Kết quả là sương mù đột nhiên xuất hiện, đưa nàng thẳng vào trong trạch viện. Các bạn đang nghe chuyện nạn đói, vật phẩm của ta có thể thăng cấp của tác giả Tả Nhĩ Thính Thiên tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.org. Chương 235, chơi lớn rồi. Trong đình viện, sương mù tiêu tán, một thiếu nữ trong trạng thái hốt hoảng hiện ra. Ngươi là người phương nào, vì sao nhìn trộm ta? Dương Thần lạnh lùng hỏi. Thiếu nữ đột nhiên bình tĩnh lại, đánh giá Dương Thần một cách chững chạc. Ngươi chính là Dương Thần mà tỷ ta nhắc tới. Ngươi không phải là tỷ phu tương lai của ta sao? Cái quái gì thế? Dương Thần ngạc nhiên. Thiếu nữ cười nói, ta tên là Hồ Diên Linh Y, muội muội ruột của Hồ Diên Linh Hy. Ngươi là muội muội ruột của Hồ Diên Linh Hy. Dương Thần hồ nghi, ta không thấy bóng dáng của tỷ ngươi trên thân ngươi, các ngươi khác nhau nhiều vậy sao? Ta và tỷ ta là chị em cùng cha khác mẹ, nếu không tin ngươi có thể hỏi nàng. Hồ Diên Linh Y giải thích, mẫu thân của tỷ ta mất khi nàng 4 tuổi, năm sau phụ thân chúng ta liền cưới mẫu thân ta. Tỷ ta giống mẹ ruột của nàng, còn ta giống mẹ ruột của ta, nên có sự khác biệt là bình thường. Đúng rồi, cả mẫu thân của ta và mẫu thân của tỷ ta đều là hoang dân. Nàng bổ sung, ta biết hoang dân các ngươi có ấn tượng không tốt về các thị tộc, nhưng Hồ Diên thị không kỳ thị hoang dân, cùng lắm là không coi trọng, nhưng nếu gặp người thích, trong tộc cũng không ngăn cản. Dương Thần cảm thấy ngoài ý muốn, mẫu thân của Hồ Diên Linh Hy lại là hoang dân. Bỗng nhiên Hồ Diên Linh Y tiếp tục nói, phụ thân ta còn có 7, 8 người vợ hoang dân khác, ta còn có 5 người đệ đệ, muội muội, em gái nhỏ nhất năm nay mới 4 tuổi, chúng ta không ai giống ai. Dương Thần không biết nói gì. Hồ Diên Linh Y còn nói thêm, phụ thân của chúng ta chỉ là một tiến hóa giả bậc 6 rất bình thường trong Hồ Diên thị, không có bất kỳ tiềm lực gì, chỉ được coi như để nối dõi tông đường. Hắn duy nhất có nhiệm vụ là lấy vợ sinh con, càng nhiều con cái càng được nhiều lợi ích. Những người như phụ thân ta, trong Hồ Diên thị có rất nhiều. Dương Thần không nhịn được hỏi, sau khi Hồ Diên Linh Hy trở thành tiến hóa giả siêu cấp, phụ thân của ngươi vẫn phải đảm nhận nghĩa vụ này sao? Ban đầu không cần, nhưng sau đó phụ thân ta tự nguyện tiếp tục nhiệm vụ. Hồ Diên Linh Y bĩu môi, trước đây ta không hiểu, giờ thì hiểu, hắn đơn thuần chỉ là hoa tâm. Nhưng cũng không quan trọng, dù sao chúng ta cũng không cần hắn nuôi, thị tộc sẽ không để chúng ta chết đói. Hiện tại, nàng chỉ là một tiến hóa giả bậc 3 sơ kỳ, tuổi tác không khác mấy so với Côn Ngô Lê Minh, có khi còn nhỏ hơn một chút. Dương Thần cảm thấy, có lẽ đây mới thực sự là cuộc sống của các thị tộc. Trước đây mình nhìn thấy chỉ là một mặt, một biểu tượng. Người trong thị tộc không phải ai cũng sống trong cảnh vinh quang. Những người có địa vị cao sang là nhờ vào sự hỗ trợ của người khác. Dương Thần chuyển sang đề tài khác, hỏi, ta nghe nói Hồ Diên Linh Hy vì thu hoạch một bảo vật mà dẫn đến việc mạch của các ngươi không được hưởng bất kỳ tài nguyên nào trước khi nàng tấn thăng lên bậc 9, có đúng không? Các ngươi trách nàng sao? Tại sao phải trách nàng? Tốt thôi, cũng có người trách. Hồ Diên Linh Y nói, vì bảo vật đó hiện tại không có tác dụng gì đối với nàng, nên mọi người trong tộc không hiểu tại sao nàng lại làm như vậy. Nhưng vì mạch của chúng ta chỉ có mỗi nàng là tiến hóa giả siêu cấp, không ai dám nói gì, nàng chính là hy vọng của chúng ta. Dương Thần gật đầu, lại hỏi, năng lực của ngươi là gì? Tỷ phu muốn chỉ điểm cho ta sao? Hồ Diên Linh Y vui mừng, năng lực của ta là xuân hạ thu đông. Ta không phải tỷ phu của ngươi. Dương Thần lần nữa không biết nói gì. Xuân hạ thu đông, có thể thi triển cho ta xem một chút không? Ta biết, hiện tại ngươi chưa chính thức là tỷ phu. Hồ Diên Linh Y với vẻ mặt hiểu rõ, lập tức nói, năng lực của ta là bồi dưỡng cây trồng, giống như kỹ năng nông phu. Có thể giúp một cây trồng trải qua xuân hạ thu đông trong thời gian ngắn,
nhanh chóng thu hoạch trái mà không làm tổn thương thực vật. Nói rồi, nàng lấy ra một hạt giống thực vật chưa biết, đi tới bên cạnh bồn hoa, gieo hạt xuống. Ngươi nhìn đây, chính là như thế này. Nàng chỉ một ngón tay, một đạo ánh sáng chiếu xuống hạt giống. Hạt giống nhanh chóng nảy mầm, mọc lá, cắm rễ xuống đất, sinh trưởng với tốc độ kinh người. Trong thời gian ngắn, cây trồng này đã trưởng thành cây nhỏ, nở hoa và kết trái. Sau khi quả chín rụng, cây nhỏ nhanh chóng khô héo, như thể đã bước vào mùa đông. Tình trạng này kéo dài một lúc, rồi cây nhỏ lại dường như tỏa sáng, nảy mầm lần nữa, mọc lá xanh, nở hoa và kết trái. Quá trình lặp đi lặp lại. Trong nửa giờ, cây nhỏ này đã trải qua 3 lần xuân thu. Dương Thần thấy mà nóng mắt, năng lực này nếu ở hoang dân thì chắc chắn vô cùng quý giá, được vô số người thờ phụng. Hồ Diên Linh Y dừng lại, vì tiêu hao tiến hóa chi lực quá nhiều, khuôn mặt trắng bệch, nhìn Dương Thần với vẻ mong đợi, tỷ phu. À không, Dương đại ca, ngươi có thể chỉ điểm cho ta không? Năng lực này có thể hình thành sức chiến đấu không? Năng lực này của ngươi có thể dùng trên các vật khác không? Dương Thần hỏi. Không, chỉ có thể dùng trên thực vật. Hồ Diên Linh Y giải thích, bất kể là gỗ khô, kim loại, đất đá, nhựa hay động vật nhỏ đều vô dụng, chỉ có thể áp dụng trên thực vật. Đáng tiếc, Dương Thần thở dài, nói nếu năng lực này có thể mở ra siêu cấp tiến hóa, chắc chắn sẽ rất mạnh. Nhưng tỷ tỷ của ta nói ta không có tiềm lực siêu cấp tiến hóa. Hồ Diên Linh Y tiếc nuối nói, tỷ tỷ của ta đã tìm rất nhiều thứ tốt cho ta. Thậm chí thử pha loãng bản nguyên lực lượng của thần hóa người để xem có thể giúp ta không, nhưng cuối cùng chỉ khiến ta suýt chết mà không có bất kỳ kết quả gì. Không có tiềm lực siêu cấp tiến hóa, quy tắc mảnh vỡ trong cơ thể nàng quá tàn tạ sao? Tuy nhiên, Dương Thần không có ý định dùng tỉnh khí của mình để thử nghiệm. Hắn nhìn về phía cây nhỏ trong bồn hoa, bỗng nhiên trong đầu lóe lên ý nghĩ, nói, cho ta một bát máu của ngươi. Được. À, một bát. Hồ Diên Linh Y sửng sốt. Ngươi không phải muốn ta chỉ điểm sao? Dương Thần cười nói, muốn ta chỉ điểm, cứ làm theo lời ta nói. Ngươi là tiến hóa giả bậc 3, không dễ dàng mà chết được. Đương nhiên, tất cả đều dựa trên sự tự nguyện, nhưng nếu bỏ lỡ cơ hội này thì sẽ không có lần thứ hai. Hồ Diên Linh Y nhớ tới sự tin tưởng của tỷ tỷ đối với người này, bỗng nhiên cắn răng, lấy ra một chiếc chén, rồi mở cổ tay. Dòng máu đỏ tươi lập tức chảy ra. Trong mắt Dương Thần lóe lên vẻ tán thưởng, không hổ là muội muội của Hồ Diên Linh Y, cũng rất có quyết đoán. Hồ Diên Linh Y vừa lấy máu vừa uống thuốc chữa thương bổ huyết. Chỉ trong nửa phút, chiếc chén đã đầy. Được rồi. Dương Thần để Hồ Diên Linh Y uống thuốc chữa thương, rồi dùng tinh thần lực nâng chén máu lên, tiến đến đỉnh nghỉ mát. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, Hồ Diên Linh Y bước chân lảo đảo theo sau, bước vào trong đỉnh. Dương Thần ngồi xuống ghế, đặt chén máu lên bàn, dùng diễn khí đẩy vào máu để phá giải tế bào. Trước ánh mắt ngạc nhiên của Hồ Diên Linh Y, máu đỏ trong chén dần trở nên trong suốt, màu đỏ dường như bị một lực nào đó tập trung lại, tụ thành ở giữa. Chỉ trong vài phút, một viên tinh thể huyết sắc to bằng hạt lạc xuất hiện. Dương Thần lấy viên tinh thể huyết sắc ra, trong chén chỉ còn lại chất lỏng màu đỏ nhạt. Máu của ta có nhiều nước vậy sao? Hồ Diên Linh Y ngạc nhiên. Dương Thần không nói gì, cầm viên tinh thể huyết sắc, đưa diễn khí vào và tỉ mỉ cảm nhận các thuộc tính bên trong. Vì không trực tiếp dung nhập diễn khí vào vật liệu này, nên nó không diễn sinh ra số liệu. Thuộc tính rất lộn xộn. Nếu ta sắp xếp những thuộc tính này và tạo thành tuần hoàn, sẽ xảy ra điều gì? Nghĩ là làm, hắn dùng diễn khí làm dung chuyển các thành phần máu, rồi di chuyển chúng theo ý định ban đầu. Nhưng đúng lúc này, trong lòng hắn khẽ động, lấy ra một chiếc đinh, cường hóa đến 10 cấp thức tỉnh thái, sau đó đưa tỉnh khí vào viên tinh thể huyết sắc và cảm nhận kỹ càng. Điều kỳ diệu xảy ra. Tinh thể huyết sắc bên trong giống như một hạt nảy mầm, từ từ mọc rễ. Những mầm này quấn lấy nhau, dần dần hình thành từng vòng xoắn ốc. Nhưng đó là tất cả, dù Dương Thần tiếp tục đưa tỉnh khí vào, các xoắn ốc này cũng không có biến đổi gì thêm. Dương Thần suy nghĩ, thử nhìn xem, nếu giờ ta đưa diễn khí vào để nó diễn sinh ra số liệu, sẽ xảy ra điều gì? Cùng lắm thì lại để Hồ Diên Linh Y cho thêm một bát máu. Nghĩ đến đây, hắn liền đưa diễn khí vào. Chỉ trong vài giây, huyết sắc tinh thể trên tay hắn liền hiện ra số liệu khô vinh huyết tinh level 33 có khả năng khiến thực vật nhanh chóng khô héo, chuyển hóa thành tiến hóa chi lực. Đồng thời phóng ra khô vinh chi quang để thực vật trải qua xuân hạ thu đông mà không tổn thương đến bản nguyên. Dương Thần nhíu mày,
hiệu quả này khác nhiều so với tưởng tượng của hắn. Khô Vinh huyết tinh chỉ là hoàn nguyên năng lực của Hồ Diên Linh Y, không có bất kỳ sự kéo dài nào trên nền tảng này. Tỷ, Dương đại ca, thế nào? Hồ Diên Linh Y vội hỏi khi thấy Dương Thần nhíu mày. Dương Thần không trả lời ngay mà tiếp tục nghiên cứu cấu trúc xoắn ốc bên trong huyết tinh. Hả? Những liên kết xoắn ốc này dường như có quy luật, nhưng hiện tại chiều dài chưa đủ nên không hoàn chỉnh. Hắn hơi nheo mắt, đột nhiên nghĩ đến khả năng nếu ta làm thêm vài viên tương tự, liệu có thể bù đắp sự thiếu hụt này không? Nghĩ đến đây, hắn ngẩng đầu nhìn Hồ Diên Linh Y, lại cho ta thêm 3 bát máu. A, à, Hồ Diên Linh Y ngạc nhiên. Có muốn hay không là tùy ngươi, mặc dù có thể từ từ cũng được, nhưng ta sẽ không lưu lại đây lâu. Dương Thần nói, nếu không phải nể mặt Hồ Diên Linh Hy, ta cũng không phí thời gian chỉ điểm ngươi. Ta nguyện ý, Dương đại ca chờ chút. Hồ Diên Linh Y vội lấy ra thuốc bổ huyết uống, rồi tiếp tục lấy máu. Mặc dù thuốc bổ huyết của nàng rất hiệu quả, nhưng lấy ra thêm 3 bát máu khiến nàng suy yếu đến mức gần như ngất đi. Dương Thần thấy Hồ Diên Linh Y không chết được, liền tiếp tục theo phương pháp trước đó, chế tạo ra 3 viên huyết tinh giống hệt như đúc. Không ngoài dự đoán, cả 3 viên huyết tinh này đều có cùng công năng. Sau đó, hắn lần nữa dùng diễn khí, giải tỏa cấu trúc của chúng rồi tái cấu trúc lại. 4 viên huyết tinh dần được hòa làm một thể, các liên kết xoắn ốc bên trong được nối liền. Sau 2 giờ, một viên tinh thể 12 mặt màu huyết sắc ra đời. Khi số liệu mới hiện ra, huyết sắc nhanh chóng phai mờ, biến thành một viên tinh thể 12 mặt trong suốt. Một nhóm số liệu nổi lên. Nhìn thấy thông tin hiển thị, ngay cả Dương Thần với tâm tính hiện tại cũng không khỏi biến sắc. Nửa bước thời gian chi chủ thần cách level 33, một siêu cấp kỳ vật phù hợp với một tồn tại nhất định, khi thần cách quay trở lại, sẽ tạo thành bán thần. Nếu vị kia tồn tại trong vòng 100 km, thần cách sẽ tự động quay về. Không thể cách ly, người khác sở hữu vật này sẽ tạm thời có quyền năng trưởng khống quang âm chi lực với bán kính trưởng khống hiện tại là 100 km. Nhìn thấy thông tin này, Dương Thần lập tức muốn ném nó vào thứ nguyên nơi ẩn náu. Nhưng hắn chậm mất một chút vì việc mở thứ nguyên chi môn cần thời gian. Khi thứ nguyên chi môn còn chưa mở ra, viên tinh thể 12 mặt trong suốt trên tay hắn đột nhiên biến mất. Ông! Ngay bên cạnh, Hồ Diên Linh Y, người suy yếu đến mức gần ngất đi, đột nhiên bộc phát một lực dao động kinh khủng, đẩy Dương Thần ra. Sau một khắc, thiên địa biến sắc, vô tận lôi vân từ hư không xuất hiện, bao phủ bầu trời mặc duyên tinh. Chết tiệt! Thành bán thần mà động tĩnh lớn như vậy sao? Dương Thần mặt mày khó coi, lạnh giọng nói với Hồ Diên Linh Y, ngay lập tức giao cho ta thi thể tiến hóa giả siêu cấp bậc 7. Dương đại ca, xin lỗi, ta không kiểm soát được, nó đã xuất hiện trong cơ thể ta. Hồ Diên Linh Y lo lắng nói. Giao thi thể tiến hóa giả siêu cấp bậc 7 cho ta, ta biết ngươi có thể cưỡng ép lấy nó, đừng để ta phải lặp lại. Dương Thần nói lần nữa, giọng điệu kiên quyết. Thấy Dương Thần tức giận, Hồ Diên Linh Y vội vàng vẫy tay và một dãy nhà xa xa đột nhiên nổ tung, một bộ thi thể hơi tàn tạ, chảy dòng máu màu lam, bay tới. Đột nhiên, Dương Thần cảm nhận được áp lực từ xa, sắc mặt biến đổi, hắn lách người qua thu lấy thi thể. Ngay sau đó, hắn không do dự rút ra thẻ hội viên của công ty bãi độ, trực tiếp lên phi thuyền, rời khỏi mặc duyên tinh. Tiểu hữu, chờ chút. Một thân ảnh già nua từ hư không xuất hiện, muốn ngăn Dương Thần lại, nhưng đã chậm một bước. Vì lo ngại làm tổn thương Dương Thần và cũng sợ gây hiểu lầm, bà lão không sử dụng năng lực cưỡng ép giữ lại. Bà lão tỏ ra tiếc nuối, rồi nhìn về phía Hồ Diên Linh Y, người đang tiếp nhận thiên địa chi lực, trong mắt bà hiện lên vẻ không thể tin. Vừa rồi lão bà này cảm nhận được dấu hiệu khôi phục của tổ huyết, tiểu tử kia đã làm gì vậy? Bà không thể tin được, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến một tiểu bối trong tộc bước lên trời như vậy? Chẳng lẽ lại là thần cách? Nhưng thần cách không phải là thiên nhiên đản sinh sao? Bà ngẩng đầu nhìn về phía lôi vân trên bầu trời, rồi lại nhìn Hồ Diên Linh Y, trong mắt tang thương có chút rung động và tiếc nuối. Đáng tiếc, thần kiếp cũng không thành hình. Dùng ngoại lực để thành tựu bán thần, sẽ mãi mãi dừng lại ở đây, không thể bước vào thần hóa. Lời còn chưa dứt, bà lắc đầu cười khổ, lão bà này đúng là lòng tham không đáy, đứa nhỏ này vốn dĩ không thể mở ra tiến hóa siêu cấp, kết quả là giờ lại bước lên trời. Đáng tiếc, lão bà này hiện tại không biết tiểu tử kia là ai, những hậu bối này rốt cuộc quen biết ai. Hiện tại, chỉ còn cách chờ đợi tiểu bối này hoàn thành thần thể, rồi mới có thể tìm hiểu thêm. Chương 236, giao thủ. Bậc 6 dị thời không cự luân, trong một gian phòng xa hoa, Dương Thần có chút bồn chồn.
Hai lần trước hắn lên thuyền đều xuất hiện trên boong tàu bên ngoài, lần này tại sao lại xuất hiện trong gian phòng, chẳng lẽ là vì thẻ hội viên? Hắn không khỏi nhìn về phía tấm thẻ trong tay và lập tức phát hiện rằng trong lòng hiện ra tin tức có thể đổi thuyền. Ta nhớ trước đó đã kiểm tra rằng không thể sử dụng vé tàu để đổi thuyền trên dị thời không cự luân, nhưng thẻ hội viên lại có thể tùy thời đổi thuyền. Điều này thật không tồi, nếu chẳng may cự luân gặp sự cố bị phá hủy, sở hữu thẻ hội viên, hắn cũng có thể rời đi bất cứ lúc nào. Chiếc cự luân này đang đi đâu, hắn thử hỏi thăm. Nhưng trong lòng hiện ra tin tức rằng dị thời không cự luân không có mục đích, nó chỉ di chuyển qua các vũ trụ song song khác nhau. Kể từ khi được chế tạo, nó vĩnh viễn trong trạng thái đi thuyền, sẽ không dừng lại. Không có mục đích sao? Dương Thần suy nghĩ, cầm thẻ hội viên trong tay và tiếp tục hỏi thăm, ta muốn đi khu D319, nên chọn con thuyền nào? Ngay sau đó, dường như có tin tức từ sâu xa truyền đến, nói rằng gần đây có 3 chiếc cự luân và cả 3 sẽ đi qua khu D319. Về việc khi nào sẽ đi qua thì lại không nói rõ, vì ở trong thứ nguyên không gian, luôn có khả năng gặp phải bất trắc. Ngay cả dị thời không cự luân cũng không dám cam đoan sẽ đúng giờ. Gần đây có 3 chiếc sao. Nhưng cái gọi là gần này chắc chắn sẽ không quá gần nhỉ. Trong lòng lóe lên ý nghĩ này, Dương Thần không chần chừ, trực tiếp đổi thuyền. Ngay sau đó, hắn biến mất khỏi căn phòng này. Khi xuất hiện lại, trước mắt hắn là một gian phòng gần như giống hệt. Gian phòng hội viên đều giống nhau sao? Dương Thần lần nữa nhìn về phía thẻ hội viên trong tay và hiện ra tin tức khoảng 3 ngày nữa, chiếc cự luân này sẽ đi qua khu D319, có 5 phút để xuống thuyền. Điểm khác biệt so với vé tàu phổ thông là vé tàu phổ thông sẽ cưỡng chế xuống thuyền, nhưng hội viên không bị cưỡng chế, chỉ có nhắc nhở. Sau khi nhắc nhở, có 5 phút để cân nhắc, nếu vượt quá thời gian này, sẽ không còn cơ hội xuống D319. Phương thức xuống thuyền cũng rất đơn giản, chỉ cần một ý niệm là được. Khi đó, hắn sẽ đi vào ngô đồng đứng của khu D319. 3 ngày sau, Dương Thần thu hồi thẻ hội viên, đẩy cửa ra, phát hiện bên ngoài là hành lang quen thuộc. Trước đó trợ thủ trên tàu cũng đã giới thiệu qua về những gian phòng này, nhưng bình thường những phòng này phải trả tiền mới có thể sử dụng. Thấy hội viên lại không cần trả tiền, đãi ngộ đúng là hoàn toàn khác biệt. Biết được tình hình bên ngoài, Dương Thần quyết định trở về phòng. Bỗng nhiên, tinh thần hạch tâm của hắn nhộn nhạo, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt trỗi dậy. Sắc mặt Dương Thần biến đổi, vội vàng trở lại phòng. Thật xin lỗi, ta không thể để cho bất kỳ ai biết ta đã trở lại, muốn trách thì trách ngươi đã thấy được chân thân của ta. Một giọng nói quen thuộc, nhưng lạnh lùng vang lên bên tai. Ngay sau đó, từng sợi tơ kim sắc trống rỗng xuất hiện, bắn về phía Dương Thần. Sắc mặt Dương Thần lạnh lẽo, rút ra sinh mệnh chi nhận và bổ mạnh một đao. Ông! Một đao mang dài đến vạn mét lóe lên rồi biến mất, trong nháy mắt chém nát vô số sợi tơ kim sắc, đồng thời cả chiếc dị thời không cự luân cũng bị chém thành hai nửa. Nhạc! Trong tiếng phượng hót vang dội, một nữ tử mặc phượng bào, đầu đội vương miện, khí chất tôn quý và lãnh diễm xuất hiện trong tầm mắt của Dương Thần. Hô Diên Phượng Nghi! Dương Thần hừ lạnh, trường đao trong tay biến thành huyễn ảnh, trong nháy mắt bổ ra hàng trăm đao, vô số sợi tơ kim sắc mới xuất hiện bị chém tan. Nhưng Hô Diên Phượng Nghi, người có dung mạo rất giống Hoàng Mai Nguyệt nhưng trẻ hơn rất nhiều, lại tinh tế tránh né từng đao mang, tốc độ không giảm, tiến gần Dương Thần. Trên người ngươi lại có siêu cấp kỳ vật sát phạt như thế này. Mặc dù giật mình, nhưng Hô Diên Phượng Nghi không chút do dự, hai tay mở ra, hóa thành đôi cánh rực lửa khép lại. Bang! Kim sắc đao mang rơi xuống, đao mang mà lý thuyết có thể chém tan mọi thứ, nhưng lại không thể cắt đôi cánh này vì đẳng cấp của nó quá thấp. Nếu có kiếp sau, ta sẽ đến đón ngươi, gặp lại. Giọng nói băng lãnh của Hô Diên Phượng Nghi vang lên, đôi cánh rực lửa khép lại tạo thành phượng vũ. Sắc mặt Dương Thần lạnh lẽo, trực tiếp đưa cánh tay trái ra, không chút do dự phát xạ đinh. Không ổn. Sắc mặt Hô Diên Phượng Nghi đại biến, nhưng không kịp phản ứng gì, đã bị đánh trúng. Oanh! Khu vực này trong nháy mắt nổ tung, sóng xung kích không thể tưởng tượng được càn quét, chiếc dị thời không cự luân bị chém làm đôi cũng bị chôn vùi. Chiếc đinh siêu việt tốc độ ánh sáng trực tiếp đẩy Hô Diên Phượng Nghi vào dòng lũ thứ nguyên. Nhưng nữ nhân này rõ ràng chưa chết, trên người nàng có thần tính lực lượng, miễn nhiễm với công kích vật lý. Ở vị trí của dị thời không cự luân ban đầu, vô tận dòng lũ thứ nguyên chảy ngược. Dương Thần, người gây nên sự việc, chỉ cảm thấy sóng xung kích hủy diệt kia lướt qua người mình trong nháy mắt, chẳng những không gây thương tổn, mà còn biến thành lực lượng vô hình bảo hộ hắn.
Đây chính là một trong những hiệu quả của đinh súng thu phóng tự nhiên, không chỉ điều chỉnh được uy lực mà còn phân chia địch ta. Thấy dòng lũ thứ nguyên xung quanh chảy ngược, hắn vội vàng lấy thẻ hội viên ra, lên một trong hai chiếc cự luân khác sẽ đi qua khu D316 trong vô biên thứ nguyên không gian. Bị đánh bay chí ít vạn dặm, Hồ Diên Phượng Nghi cưỡng ép ổn định thân thể, phía sau là đôi cánh phượng vô hình triển khai, đẩy lùi dòng lũ thứ nguyên trong phạm vi vạn mét. Trong mắt nàng hiện lên vẻ không thể tin. Trên người kẻ này lại có nhiều kỳ vật sát phạt như vậy sao? Nàng thật sự kinh ngạc. Một thanh đao có thể chém tan phượng vũ kim ti của nàng đã khiến nàng bất ngờ. Kết quả, sau đó lại xuất hiện một siêu cấp kỳ vật có khả năng bắn ra vật thể với tốc độ ánh sáng. Mặc dù không thấy rõ bản thể của nó là gì, nhưng dường như chỉ có hiệu quả công kích vật lý, nhưng tốc độ và uy lực thì vô cùng kinh người. Nếu không phải nàng đã khôi phục, thần tính lực lượng đang trở lại, một đòn vừa rồi có thể đã đánh nổ nàng, chẳng còn sót lại gì. Đáng tiếc, hy vọng hắn không truyền tin ta trở về, nếu không sẽ không chết không thôi. Nàng khép lại đôi cánh phượng vô hình sau lưng, cả người hóa thành vô tận liệt diễm. Ngay sau đó, những ngọn lửa này nhanh chóng thu nhỏ lại, ngày càng nhỏ hơn, cuối cùng biến mất không dấu vết. Mới ở gian phòng hội viên bậc 6 trên dị thời không cự luân, Dương Thần một mặt phiền muộn. Hồ Diên Phượng Nghi đó chỉ sợ không biết ta là người từ khu D319. Cũng phải, trong tình huống bình thường, chuyện gì có trùng hợp như vậy chứ? Hắn lấy ra quang não, muốn hỏi Hồ Diên Linh Hy xem Hồ Diên Thị có lão tổ tông nào như thế không, nhưng nhớ ra loại quang não này ở đây không có tín hiệu. Hy vọng đừng gặp lại, nếu không chỉ có thể ngươi chết ta sống. Loại không lý do giết chóc này, hắn rất không thích. Dương Thần thu hồi quang não, không ra ngoài nữa mà trực tiếp lấy ra thi thể siêu cấp tiến hóa giả bậc 7 để nghiên cứu. Đây là một thi thể nữ tính, đầu gần như bị phá hủy hoàn toàn, nhưng thân thể tương đối vẫn còn khá hoàn chỉnh. Vi khuẩn truyền nhiễm rất mạnh. Hắn thầm giật mình, cảm thấy virus trên thi thể này, nếu nhiễm phải, chính hắn cũng có thể gặp nguy hiểm. Chắc chắn mạnh hơn nhiều so với con quái gặp ở Huỳnh Hồ Lục Châu trước đây. Hắn đưa diễn khí vào, thận trọng tách một ít virus từ thi thể ra, thu được một khối chất lỏng to bằng nắm đấm. Khi hắn tiếp tục phân giải chất lỏng này, cuối cùng chỉ thu được một viên tinh thể xanh biếc to bằng đầu ngón tay. Trông giống với lây nhiễm huyết tinh, Dương Thần băn khoăn, nhưng không đúng, lây nhiễm huyết tinh chỉ chứa virus, còn phần lớn là năng lượng, còn viên tinh thể này thì hoàn toàn là virus. Loại vật này có thể sẽ cần dùng đến, nên hắn không ném đi mà thu vào. Ngay sau đó, hắn tìm thấy tinh hạch lây nhiễm chính ở trái tim của thi thể. Một viên hạt châu màu xanh lam, bên trong ẩn chứa năng lượng kinh người và virus càng đậm hơn. Hắn không chắc mình có thể hấp thụ năng lượng trong đó. Hồ Diên Thị cũng coi như giữ uy tín, viên hạt châu này giá trị ở một mức độ nào đó còn cao hơn cả thi thể. Dương Thần hài lòng gật đầu, thu hạt châu màu xanh lam vào, rồi bắt đầu nghiên cứu thi thể tiến hóa giả siêu cấp bậc 7 này. Nữ tính, kết cấu thân thể gần như giống với con người, nhưng trong máu thịt lại ẩn chứa thuộc tính phân giải hết thảy, đặc biệt là dạ dày. Dương Thần kinh ngạc phát hiện, dạ dày của thi thể này, ngay cả hiện tại, vẫn có khả năng tiêu hóa mọi thứ. Những vật bị tiêu hóa sẽ được chuyển hóa thành năng lượng cần thiết cho thi thể. Nếu thi thể không bị phá hủy, dạ dày có thể không ngừng hấp thụ năng lượng từ không khí, cung cấp nuôi dưỡng thi thể, kéo dài mãi mãi. Trên lý thuyết, hiệu quả vĩnh viễn không mục nát sao? Dương Thần suy ngẫm, trong máu thịt còn chứa thuộc tính luyện hóa và sát phạt kinh người, không hổ là sinh vật binh khí. Với loại vật liệu này, nên chế tạo thành thứ gì tốt nhất đây? Hắn trầm tư, có lẽ ta có thể lợi dụng thuộc tính nữ tính của nó, chỉ dựa vào vật liệu thì chưa chắc có thể chế tạo ra siêu cấp kỳ vật hoàn chỉnh. Nhưng thêm vào công năng thuộc tính giới tính thì vẫn không an toàn. Ta phải mau chóng thăng lên bậc 7, tránh trường hợp gặp lại Hồ Diên Phượng Nghi. Nghĩ đến đây, hắn lấy ra một chiếc đinh, cường hóa nó đến thức tỉnh thái, sau đó sử dụng tỉnh khí thức tỉnh thái để thúc đẩy quá trình cải tạo thi thể. Quả nhiên, các thuộc tính trong thi thể như thể đã thức tỉnh, một số lực lượng hỗn tạp tự động sắp xếp lại, một số thuộc tính không hoàn chỉnh tự động được bù đắp. Giá phải trả là, thi thể vốn đầy đặn giờ trở nên gầy gò rất nhiều. Tỉnh khí của ta có thể phục hồi vạn vật, ngay cả đối với vật chết cũng có hiệu quả. Tỉnh khí để bù đắp các thuộc tính vốn có của vật thể, diễn khí thì diễn hóa các đặc tính bên ngoài của thuộc tính, hai thứ hỗ trợ lẫn nhau, năng lực của ta. Tiềm lực có lẽ còn có thể khai phá thêm. Khi các thuộc tính trong thi thể không còn biến đổi, Dương Thần mới dừng lại việc vận chuyển tinh khí. Trông có vẻ hoàn chỉnh,
hy vọng có thể chế tạo ra siêu cấp kỳ vật hoàn chỉnh. Hắn bắt đầu hành động, nhưng lần này không trực tiếp phân giải thi thể thành từng hạt nhỏ, mà là tạo hình. Chẳng hạn như dạ dày có thể tiêu hóa mọi vật chất và năng lượng, các cơ quan nữ tính, bao gồm cả tử cung nuôi dưỡng sinh mệnh, thậm chí cả rốn, hắn đều giữ lại và tận dụng. Hắn sắp xếp lại các bộ phận của cơ thể nữ tính theo trật tự, trên cơ sở không ảnh hưởng đến chức năng của các cơ quan, thu gọn khoảng cách giữa các bộ phận, giảm thể tích tổng thể. Các bạn đang nghe chuyện nạn đói, vật phẩm của ta có thể thăng cấp của tác giả Tả Nhĩ Thính Thiên tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.org. Chương 237, tấn thăng bậc 7. Thời gian trôi qua. Trong suốt quá trình đó, thẻ hội viên nhắc nhở hắn nên xuống thuyền, nhưng hắn không để ý tới. Chớp mắt, một tháng đã trôi qua. Dương Thần không biết dị thời không cự luân đã đưa hắn tới nơi nào, nhưng hắn không quan trọng, miễn là có sự yên tĩnh và an toàn. Cuối cùng, sau một tháng, hắn đã hoàn thành việc sắp xếp tất cả thuộc tính của vật liệu, cũng đã liên kết hoàn hảo chúng lại để đạt được hiệu quả tuần hoàn. Vật liệu nguyên bản có hình dáng con người, giờ đã hóa thành một quả cầu thủy tinh lớn nhỏ cỡ nắm tay, trong suốt và màu lam. Nhưng ngay khi tất cả thuộc tính được dung hợp hoàn mỹ và đạt hiệu quả tuần hoàn, quả cầu thủy tinh màu lam lập tức biến thành màu đen, đồng nhất với màu đen của không gian thứ nguyên bên ngoài. Không có bất kỳ dao động nào phát ra, nhưng số liệu lại hiện ra, luyện ngục luân hồi giới level 70 có khả năng tự động hấp thu lực lượng thứ nguyên để cung cấp tiêu hao cho siêu cấp kỳ vật. Bất kỳ sinh mệnh nào được thu vào trong đó sẽ trải qua chuỗi chém giết vô tận. Sau khi chết, sinh mệnh đó sẽ luân hồi chuyển sinh tại tầng ngoài cùng và tiếp tục quá trình chém giết này, lặp đi lặp lại cho đến khi ý thức của họ sụp đổ. Cấp độ càng cao, sinh vật trong quá trình diễn hóa giết chóc càng mạnh. Luyện ngục luân hồi giới, một kỳ vật dùng để giam giữ sao? Dương Thần âm thầm nhíu mày, có chút không hài lòng. Ban đầu, hắn muốn một kỳ vật chỉ tập trung vào sát phạt. Tuy nhiên, việc có thể tạo ra một siêu cấp kỳ vật hoàn chỉnh cũng là một thu hoạch không tệ. Hắn thăm dò vào bên trong, phát hiện tầng ngoài của luân hồi giới là một số khối u giống như viên thịt, chính là nơi sinh mệnh đã chết sẽ được phục sinh. Sinh mệnh phục sinh sẽ bị truyền đến một con đường bên trong. Trong con đường đó là luyện ngục sát phạt, nơi sẽ xuất hiện vô tận sinh linh không có ý thức với mục đích duy nhất là chém giết và chỉ có thể tiến lên, không thể lùi lại. Cuối con đường là một vòng xoáy. Người bị giết sẽ rơi vào vòng xoáy, sau đó chuyển sinh lại tầng ngoài, tiếp tục chém giết. Chuỗi này không có giới hạn số lần, cứ lặp đi lặp lại cho đến khi người bị giam giữ ý thức sụp đổ và không còn khả năng phục sinh. Một lần có thể giam giữ rất nhiều người, quả là một siêu cấp kỳ vật lợi hại. Nhưng với ta thì giống như không có tác dụng gì, tốt nhất là nâng cấp nó lên để nhờ đó tấn thăng bậc 7. Dương Thần hơi chuyển động ý nghĩ, lập tức xuống thuyền, đến một khu vực gần đó và bỏ ra 1.000 vạn hắc sao để mua đủ lượng tinh thể năng lượng. Sau đó, hắn lại leo lên một chiếc dị thời không cự luân khác, bắt đầu nâng cấp siêu cấp kỳ vật này. Hắn không về thứ nguyên nơi ẩn núp vì sợ rằng khi trở về sẽ không nhịn được mà thân mật với Bành Mẫn, gây trì hoãn thời gian. Hiện tại hắn muốn nhanh chóng thăng lên bậc 7 càng sớm càng tốt. Cánh cửa từ bậc 6 đến bậc 7 vô cùng cao, hy vọng không mất quá nhiều thời gian. Trong lòng hắn cầu nguyện. May mắn thay, đây chỉ là một tiểu cấp bậc, từ cấp 70 đến cấp 71, và ở mức độ của hắn dường như không có bình cảnh. Chỉ cần tiếp tục đưa diễn khí vào, thanh tiến độ tất nhiên sẽ tăng lên, chỉ cần diễn khí nhiều một chút mà thôi. Chớp mắt, lại 2 tháng trôi qua. Cuối cùng, khi thanh tiến độ của luyện ngục luân hồi giới đã đạt đỉnh, Dương Thần cũng hoàn thành việc đột phá cấp bậc. Ngay khi thăng lên bậc 7, hắn lập tức cảm nhận được sự khác biệt. Đầu tiên, hắn nhận ra mình có thể cảm nhận được các thuộc tính khác. Ngay cả khi đang ở trên chiếc dị thời không cự luân, tại thứ nguyên hư không, hắn cũng mơ hồ cảm nhận được các thuộc tính khác nhau như kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, thậm chí cả lôi điện. Mặc dù không thể điều khiển các thuộc tính đó, nhưng hắn thật sự có thể cảm nhận được chúng. Chỗ tốt này quá lớn, có nghĩa rằng sau này hắn có thể tạo ra nhiều loại đồ vật hơn, đa dạng và toàn diện hơn. Ngoài ra, diễn khí của hắn cũng biến đổi. Trước khi ở bậc 6, hắn chỉ có thể đưa diễn khí vào vật thể bằng cách chạm vào nó. Nhưng khi thăng lên bậc 7, diễn khí của hắn có thể được điều khiển từ xa, có thể ngoại phóng ra ngoài, và khoảng cách này rất xa. Chỉ cần trong phạm vi cảm nhận, hắn đều có thể điều khiển. Điều này có ý nghĩa gì, hắn rất rõ. Nó có nghĩa rằng hắn có thể phá giải vật thể từ xa, thậm chí chế tạo kỳ vật từ xa. Điều này càng có nghĩa rằng hắn có thể tạo ra những kỳ vật khổng lồ,
thậm chí cực lớn. Không chỉ phạm vi thao tác được phóng đại lên nhiều lần, mà vi mô tầm nhìn cũng được cải thiện, nhờ diễn khí, hắn có thể nhìn thấy các hạt nhỏ hơn. Đã có thể ngoại phóng diễn khí, trên lý thuyết, ta cũng có thể ngoại phóng tình khí. Ánh mắt của Dương Thần trở nên thâm thúy, không biết đang nghĩ đến điều gì. Tinh thần hướng siêu cấp tiến hóa cũng bắt đầu tiến dài. Khi tinh thần hướng siêu cấp tiến hóa tăng lên, tinh thần hạch tâm không gian đã đạt đến đường kính 3.000 mét. 30 tòa mộ bia, mỗi tòa cũng đã cao 50 mét. Đột nhiên, một tin tức hiện lên trong lòng hắn, khiến hắn ngẩn người, tinh thần hướng siêu cấp tiến hóa cũng có tên sao. Tinh thần hướng siêu cấp tiến hóa của hắn trước giờ không có tên và hắn cũng không quan tâm đặt tên cho nó. Hắn nghĩ rằng sẽ cứ như vậy tiếp tục, nhưng không ngờ sau khi thăng lên bậc 7, tinh thần hướng siêu cấp tiến hóa lại xuất hiện tên. Và cái tên này rất kỳ quái, Táng Giới. Táng Giới năng lực đặc trưng chính là mai táng thế giới. Mỗi khi phá hủy một thế giới, hấp thu đủ lực lượng tử vong, tinh thần hạch tâm không gian sẽ trưởng thành nhanh chóng. Khi trưởng thành đến một mức độ nhất định, nó sẽ hóa thành một táng giới chân chính. Trách không được tinh thần hạch tâm không gian của ta có thể hấp thu lực lượng tử vong. Dương Thần cuối cùng cũng hiểu rõ. Những mộ bia to lớn đó có thể trực tiếp chôn cất người và thiên hướng công kích của nó nằm ở khía cạnh nguyền rủa. Chẳng hạn như cách không lập bia, người đó sẽ không thể thoát khỏi cái chết. Năng lực mới này rất mạnh, nhưng hắn chưa biết liệu có hiệu quả đối với siêu cấp tiến hóa giả hay không. Nhưng nếu một bia không hiệu quả, thì 30 tòa bia thì sao? Có dịp hắn sẽ thử. Sau khi thăng lên bậc 7, tinh thần lực có khả năng can thiệp vào thực tế mạnh mẽ hơn, nhưng đây là điều hắn đã dự đoán trước, nên không nói thêm. Không chỉ có tinh thần hướng siêu cấp tiến hóa tăng lên, mà không gian hướng siêu cấp tiến hóa cũng vậy. Tuy nhiên, do tiềm năng của không gian hướng siêu cấp tiến hóa có lẽ quá nhỏ, nên không có cấp bậc cụ thể. Chỉ là sau khi thăng lên bậc 7, tuyến không gian duy nhất của hắn đã đạt tới chiều dài 1.000 mét. Nhưng có vẻ như đó là cực hạn mà tuyến không gian này có thể đạt tới, không thể tiếp tục kéo dài hơn. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ và lập tức liên kết với những điểm không gian khác mà mình đã cảm nhận được, sinh ra tuyến không gian thứ hai. Lần này dễ dàng hơn trước rất nhiều và tuyến không gian này cũng nhanh chóng được hắn tu luyện đến chiều dài 1.000 mét. Tiếp theo là tuyến thứ ba, thứ tư, thứ năm. Cuối cùng, số lượng tuyến không gian đã đạt đến 6. 6 tuyến không gian, tất cả đều đạt chiều dài 1.000 mét. Mặc dù Dương Thần cảm giác rằng mình có thể tạo ra nhiều tuyến không gian hơn nữa, chỉ cần tiếp tục tu luyện, chắc chắn có thể tạo ra tuyến thứ 7, thậm chí thứ 8. Nhưng ngay khi số lượng tuyến không gian đạt đến 6, hắn đột nhiên có một cảm giác thôi thúc, cho rằng thời điểm tốt nhất để hợp nhất 6 tuyến này đã đến. Hắn quyết định tin tưởng trực giác của mình. Vì thế, hắn cưỡng ép di chuyển 6 tuyến không gian để chúng hội tụ lại thành hình lục giác. Không một tiếng động, trên bầu trời của dị thời không cự luân, một mặt không gian hình lục giác to lớn xuất hiện, trông giống như một tấm gương phản chiếu bóng tối sâu thẳm của vũ trụ. Thứ gì? Đó là cái gì? Trên boong thuyền, mọi người đều chú ý đến tấm gương lớn xuất hiện không xa. Khi nhìn thấy tấm gương đó, tất cả ánh mắt đều ngây dại, như thể linh hồn họ đã bị rút cạn. Chỉ có những cơ giới sinh mệnh không có ý thức trên thuyền là không bị ảnh hưởng. Trong gian phòng hội viên, Dương Thần yên tĩnh cảm nhận sự tồn tại đặc biệt của không gian này. Ngay khi không gian hình thành trong nháy mắt, có một thông tin dường như đã nổi lên trong tâm trí hắn. Như tinh thần tiến hóa vượt bậc, không gian cũng hướng tới siêu cấp tiến hóa, đồng thời xuất hiện một tên gọi, chân nhất. Đó là tên gọi của không gian này khi tiến hóa siêu cấp, công năng của nó là chiếu rọi ra chân ngã, khiến người ta không tự chủ mà hồi tưởng lại cuộc đời của mình. Bao gồm cả Dương Thần, lần đầu nhìn vào tấm gương này cũng chịu ảnh hưởng, không thể kiềm chế mà hồi ức lại cuộc đời của mình. Từ khoảnh khắc ý thức đầu tiên khi sinh ra, hắn nhìn thấy mẹ mình, rồi một lần nữa chứng kiến cái chết của mẹ, chứng kiến sự biến dị và cái chết của cha, và thậm chí một lần nữa sống lại quá trình giết chết những đồng bạn của cha. Giống như trong khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn đã sống lại một đời, những ký ức đã từng trải qua trở nên vô cùng rõ ràng. May mắn thay, ngoại trừ khoảnh khắc không gian vừa thành hình khiến hắn trúng chiêu, sau đó liền không còn cảm giác gì, hắn có thể thu phóng tự nhiên, sẽ không gây thương tổn đến những người thân, có chút khác biệt so với ta tưởng tượng. Nhưng nếu như khi giao chiến với kẻ địch, đột nhiên phóng ra chân nhất mặt kính, chắc chắn đối thủ sẽ thất thần. Giống như trước đây Hồ Diên Phượng Nghi, đối phương rõ ràng là kiêng kỵ sinh mệnh chi nhận mới né tránh, điều này cho thấy sinh mệnh chi nhận có khả năng gây thương tổn cho nàng.
Nếu trong trận chiến bất ngờ phóng ra chân nhất mặt kính mà đối phương chưa kịp phòng ngự, có khả năng sẽ bị chém thành hai nửa. Không chỉ vậy, không gian này còn có hiệu quả phòng ngự kinh người. Mặc dù không thể di chuyển, nhưng có thể hủy bỏ và tái hiện ở bất kỳ vị trí nào. Thêm vào đó, kích thước không cố định, lớn nhất có thể đạt đến 1.000 mét, nhỏ nhất có thể thu gọn bằng bàn tay. À, chờ chút. Hắn bỗng nhiên thay đổi suy nghĩ, nhìn lại chân nhất mặt kính và phát hiện rằng tấm gương ban đầu phải chiếu sáng mọi vật thể đã trở nên trong suốt, và còn có thể phóng đại không gian mặt theo ý niệm của hắn. Giống như một chiếc kính lúp siêu cấp, công năng chiếu rọi có thể hủy bỏ sao. Hắn không kìm được bay ra khỏi khu vực thuyền, đi ra ngoài, điều chỉnh uy lực khẩu súng, hướng về phía không gian mặt bắn một phát. Chỉ thấy một tia sáng lóe lên rồi biến mất, xuyên qua không gian mặt, bắn nổ một khối hư không thạch rất xa. Đối với ta, không gian diện này có thể hiện thực hóa, cũng có thể vô hình hóa, có thể phòng ngự, cũng có thể làm thành kính lúp sử dụng. Dương Thần kinh ngạc, vì chân nhất mặt kính có thể phóng đại đến 1.000 lần. Sau khi đạt đến bậc 7, thị lực của hắn đã đủ kinh người, có thể dễ dàng nhìn thấy người ở khoảng cách trăm dặm. Khi tầm nhìn phóng đại thêm 1.000 lần, sẽ xa đến đâu? Ít nhất 5 vạn cây số. Và đó là khoảng cách mắt người có thể nhìn thấy. Nếu là vật thể lớn hơn thì sao? Ví dụ như chiến hạm vũ trụ. Sợ rằng ở khoảng cách trăm vạn cây số cũng có thể thấy rõ. Vậy thì khẩu súng của hắn có thể phát huy uy lực. Hiện tại có lẽ chưa phải là trạng thái cuối cùng. Dựa theo quá trình tăng cường năng lực không gian của Bành Mẫn, phía sau còn có thể xuất hiện không gian thể. Dương Thần suy nghĩ, cũng không biết không gian thể được tạo ra từ loại mặt kính không gian này sẽ như thế nào. Trong lòng hắn tràn đầy mong đợi. Nhưng hiện tại, một mặt không gian đã là cực hạn, tạm thời không thể chế tạo thêm. Hắn hơi thay đổi ý niệm, thu hồi không gian thật lớn, rồi nhìn về luyện ngục luân hồi giới trong tay. Chương 238, giới hạn hư không thạch. Luyện ngục luân hồi giới level 71 có thể tự động hấp thụ thứ nguyên chi lực để cung ứng tiêu hao cho siêu cấp kỳ vật. Sinh mệnh được thu vào sẽ trải qua vô tận chém giết. Sau khi chết sẽ luân hồi chuyển sinh tại tầng ngoài cùng của luân hồi giới. Sinh mệnh trong luân hồi giới tấn thăng đến một cấp độ nhất định sẽ bị cưỡng chế truyền tống đến luyện ngục sát phạt đường. Tiếp tục trải qua chém giết, lại tử vong, rồi lại luân hồi, cứ thế lặp đi lặp lại cho đến khi ý thức sụp đổ. Cấp độ càng cao, sinh linh giết chóc diễn hóa càng mạnh, có chút khác biệt. Dương Thần đưa ý niệm thăm dò vào trong đó, chỉ thấy vị trí bướu thịt nguyên bản hóa thành một tiểu thế giới dài rộng mấy chục cây số. Nơi này chính là cái gọi là luân hồi giới. Sinh mệnh chuyển sinh sẽ leo ra từ sâu trong lòng đất, trưởng thành tại đây. Sau khi trưởng thành đến một mức thực lực nhất định, sẽ bị cưỡng chế truyền tống đến luyện ngục sát phạt đường, trải qua chém giết cho đến chết. Nhìn có vẻ mạnh, nhưng ngoài việc tra tấn người thì chẳng thấy có tác dụng gì khác. Dương Thần thầm nghĩ, chẳng lẽ để luyện binh, nhưng ta cũng không cần dùng. Thôi, thu lại trước, thực sự không dùng được thì bán đi. Sau đó, cần chuẩn bị cho việc tấn thăng bậc 8. Vì để tránh xảy ra thêm sự cố bất ngờ, hắn chuẩn bị trở về khu D319 tự mình tìm kiếm siêu cấp vật liệu bậc 8. Dương Thần hơi thay đổi ý niệm, rời đi chiếc cự luân dị thời không này, tiểu lĩnh trạm. Điều khiến Dương Thần bất ngờ là trạm này không nằm trên tinh cầu, mà trên một siêu cự hình thiên thạch lang thang trong tinh không. Nói là thiên thạch thì không thật thỏa đáng, khối vẫn thạch này trông giống như một dãy núi. Có lẽ vì thế mà nơi này được gọi là tiểu lĩnh trạm. Mà số người ở đây cũng không ít, chí ít đều là bậc 7 tiến hóa giả. Bỗng nhiên hắn nhíu mày, đột ngột hiện lên chân nhất mặt kính trên đỉnh đầu. Ông! Cùng lúc đó, một vệt sáng từ trên cao rơi xuống, trực tiếp định trụ không gian mặt. Dương Thần phóng đại tầm mắt nhìn qua chân nhất mặt kính, chỉ thấy hơn vạn dặm cao có một chiếc phi thuyền khổng lồ dài ít nhất vạn mét đang phóng thích chùm sáng bắt giữ về phía hắn. Ta không trêu chọc ai cả. Hắn tức giận, đột ngột bắn ra một viên đinh về phía chiếc phi thuyền. Lưu quang lóe lên rồi biến mất, chiếc phi thuyền lập tức bị bắn thủng một lỗ lớn, sóng xung kích từ động năng kinh người lan tỏa, khiến nó ngay lập tức tan thành từng mảnh trong chân không. Dám xâm phạm địa giới Hắc Phong Sơn, muốn chết. Bắt hắn lại, những người xung quanh dường như cũng nhận được mệnh lệnh, lập tức đằng không lên, nhanh như thiểm điện đánh tới phía Dương Thần. Hắc Phong Sơn, Dương Thần cuối cùng đã hiểu tại sao mình bị tấn công. Hắn tùy tiện chọn một trạm điểm xuống thuyền, không ngờ lại là địa giới của Hắc Phong Sơn. Thế lực này dường như rất bài xích người lạ, chưa xác nhận thân phận đã bắt giữ, khi bắt không thành thì phái người truy bắt hắn. Một đám gà đất chó sành cũng muốn bắt ta. Hắn cười lạnh,
tinh thần lực mênh mông quét ra, trong nháy mắt bao trùm phương viên 10 dặm. Tất cả những ai tiến vào phạm vi này đều bị cưỡng chế khống chế, quay ngược lại tấn công những người khác. Dù yếu nhất nơi này cũng là bậc 7 tiến hóa giả, nhưng đối diện với hắn, một siêu cấp tiến hóa giả hoàn toàn không chịu nổi một kích. Địch nhân là siêu cấp tiến hóa giả, mau phóng thích siêu cấp binh khí sinh vật. Phương xa có người hét lên. Siêu cấp binh khí sinh vật. Mắt Dương Thần sáng lên. Nhìn thấy từ phía đỉnh núi có một dao động khủng bố cấp tốc tới gần, dao động đó ít nhất thuộc bậc 8. Được, ta lấy hết. Hắn vội vàng đưa tay bắn một phát. Oanh. Thân ảnh kia nhẹ nhõm bay ra với vận tốc gấp trăm lần âm thanh, lập tức bị bắn nổ tung. Sóng xung kích động năng kinh khủng quét sạch hết mọi thứ, nghiền nát mọi người trên mặt núi này, rồi tung bay ra ngoài vùng chân không. Chỉ có bản thân Cự Sơn dường như được lực lượng nào đó bảo hộ, hoàn toàn không tổn hại chút nào. Thảo, binh khí siêu cấp bậc 8 yếu đến vậy. Chẳng lẽ siêu cấp người lây bệnh bậc 8 không có bất kỳ sức kháng cự nào với công kích vật lý? Phải chăng tất cả siêu cấp người lây bệnh đều yếu như vậy, hay chỉ có mỗi thứ này? Dương Thần bất đắc dĩ, sớm biết vậy đã giảm uy lực xuống một chút. Hắn bay lên cao, nhìn về phương xa. Chỉ thấy toàn bộ kiến trúc trên mặt Cự Sơn này đã hoàn toàn bị hủy diệt. Thậm chí số lượng lớn các phi thuyền loại nhỏ cũng đều bị sóng xung kích nghiền nát, chỉ còn lại mảnh vỡ. Nơi này chắc không phải là tổng bộ Hắc Phong Sơn chứ. Hắc Phong Sơn dù sao cũng là thế lực cấp 4 văn minh, không thể yếu đến vậy. Những ý nghĩ này hiện lên trong đầu hắn, vì đề phòng ngoài ý muốn, hắn bắn thêm vài phát về phía ngọn núi. Đúng lúc đó, từ mặt khác của Cự Sơn, nhiều cơ giới sinh mệnh bay ra. Oanh, oanh, oanh. Lưu quang lóe lên rồi biến mất, bắn trúng Cự Sơn, sóng xung kích kinh khủng quét sạch cả thiên địa bát phương. Những cơ giới sinh mệnh vừa xuất hiện lập tức bị hủy diệt. Nơi này chắc không có siêu cấp người lây bệnh bậc 8 chứ. Dương Thần dừng lại một chút, rồi tiếp tục bắn. Oanh. Hắn vừa bay lên, vừa tiếp tục bắn về phía Cự Sơn. Từng làn sóng xung kích kinh khủng quét sạch bát phương, phá hủy toàn bộ mặt ngoài của Cự Sơn. Phía xa cũng có những vũ khí khoa học kỹ thuật đằng không muốn phản kích, nhưng dưới tốc độ vượt ánh sáng của viên đinh, tất cả đều vô dụng, vừa xuất hiện đã bị phá hủy. Có lẽ do nơi này là trạm điểm xuống thuyền, Hắc Phong Sơn không dám bố trí quá nhiều lực lượng tại đây để tránh kẻ địch đột nhiên xuất hiện trong lòng địa bàn. Dương Thần không tốn quá nhiều sức lực, liền phá hủy toàn bộ mọi thứ trên mặt Cự Sơn này. Bao gồm người trên đó, các loại phi thuyền, thậm chí là các kiến trúc khác nhau. Ngọn núi này từ đầu đến cuối đều không chút tổn hại, liệu có phải là bảo vật không đây? Mắt Dương Thần sáng rực lên. Hắn cứ thế, với tốc độ gấp trăm lần vận tốc âm thanh, bay vòng quanh toàn bộ Cự Sơn này. Hắn phát hiện Cự Sơn này không phải quá lớn, độ cao chỉ khoảng vạn mét, dài và rộng khoảng 200 cây số. Quang não có thể quét ra là tài liệu gì không? Hắn hạ xuống núi, dùng quang não để quét hình. Rất nhanh, kết quả hiện ra, giới hạn hư không thạch. Giới hạn hư không thạch, có liên quan đến giới hạn kim loại sao? Hắn bắt đầu tra cứu thông tin liên quan. Kết quả cho thấy, giới hạn kim loại là vật liệu nhân tạo. Nhưng giới hạn hư không thạch lại là bảo vật được sinh ra trong thứ nguyên hư không, tự nhiên chứa đựng đặc tính hư không. Có lẽ chính bởi vì đặc tính hư không đó mà ngay cả vượt tốc độ ánh sáng viên đinh cũng không thể phá hủy, bị lực lượng hư không triệt tiêu. Ở một mức độ nào đó, giới hạn hư không thạch là loại vật liệu chứa đựng mảnh vỡ quy tắc lực lượng, cũng là siêu cấp vật liệu, giá trị rất cao. Chỉ là bởi vì loại vật liệu này chứa đựng mảnh vỡ quy tắc không hoàn chỉnh, nên tỷ lệ thành công khi dùng nó để chế tạo siêu cấp kỳ vật là vô cùng thấp. Ta đi. Dương Thần sững sờ. Lớn như vậy một khối siêu cấp vật liệu. Hắc Phong Sơn dùng một khối siêu cấp vật liệu lớn như thế làm cứ điểm. Có phải là quá xa xỉ rồi không? Hoặc là nơi này là trạm điểm xuống thuyền của dị thời không Cự Luân, có khi nào là do công ty bãi độ bố trí ở đây? Mặc kệ, ta đào một khối mang đi, dù sao ta cũng không mang hết được. Dương Thần liền lấy sinh mệnh chi nhận, hướng về phía vách núi mà chém. Xùy, xùy. Từng đạo kim sắc đao quang rơi xuống, nhưng chỉ tạo ra được vài vết cắt nông. Chênh lệch thật là lớn, nhưng có thể cắt được là tốt rồi. Hắn tiếp tục chém, chọn một góc dài ngàn mét để cắt. Nếu có thể chém xuống, hắn có thể mang khối cự thạch này rời đi. Chỉ vài phút sau, từ phương xa đột nhiên có một luồng lưu quang kinh khủng phóng tới. Dương Thần liền hiện ra chân nhất mặt kính trên đỉnh đầu. Oanh! Điều bất ngờ đã xảy ra.
luồng lưu quang khủng khiếp bắn vào mặt kính không gian, sau đó lại bị phản xạ trở lại. Gần như không có tiêu hao, chùm sáng đó lóe lên rồi biến mất, bắn nổ một chiếc phi thuyền vũ trụ ở tinh không xa xôi. Công năng phản xạ này mạnh thật. Dương Thần thán phục một tiếng, nhưng không dám tiếp tục trì hoãn, Hắc Phong Sơn chắc chắn sẽ phái lực lượng mạnh hơn đến. Hắn tiếp tục chém thêm vài phút, nhưng chỉ mới chém được một vết không đến nửa mét sâu. Muốn chặt ngọn đồi núi dài ngàn mét này xuống, có lẽ phải mất cả tháng. Dù sao ta đã nhớ kỹ nơi này, tiểu lĩnh Trạm Sao, lần sau lại đến dọn sạch. Hắn vung tay, thu hồi lượng lớn đá vụn đã chém xuống, sau đó lấy ra thẻ hội viên công ty bãi độ, hơi động ý niệm một chút, liền trực tiếp lên thuyền. Nơi này hình như có gì đó khác biệt, trong một phòng hội viên của dị thời không cự luân. Dương Thần rõ ràng cảm nhận, gian phòng này càng xa hoa và tinh thần lực không thể xuyên qua tường để nhìn ra bên ngoài. Hắn đẩy cửa bước ra ngoài, phóng thích tinh thần lực, phát hiện chiếc cự luân này dài khoảng 10 cây số, rộng khoảng 3 cây số. Bậc 7 dị thời không cự luân sao trên thuyền, tất cả đều là tiến hóa giả bậc 7, không ngoài dự đoán. Chiếc thuyền này cũng cứng cáp đến bất ngờ. Dương Thần cảm giác nếu không dùng siêu cấp kỳ vật, dựa vào thực lực của mình thì chưa chắc đã hủy được nó. Bởi vì năng lực của hắn không khuynh hướng phá hủy. Ngay cả những bia mộ lớn sau khi tiến hóa tinh thần hướng siêu cấp bậc 7 cũng thuộc về phương diện công kích tinh thần, tạo bia từ xa cho người. Các bạn đang nghe chuyện nạn đói, vật phẩm của ta có thể thăng cấp của tác giả Tả Nhĩ Thính Thiên tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.org. Chương 239, tinh thần phong ma súng. Dương Thần cũng không ra ngoài, hắn không có hứng thú với việc hưởng thụ, mà thích chế tạo ra những kỳ vật siêu cấp mới hơn, lần này mang về không ít hư không thạch. Mặc dù những hư không thạch này đều cực kỳ vụn nát, nhưng nếu hắn có thể thu thập đủ các hạt thuộc tính đặc biệt ẩn chứa trong đó để hình thành một vòng tuần hoàn hoàn mỹ, thì vẫn có hy vọng chế tạo ra kỳ vật siêu cấp. Đúng, thử xem trước công năng phản xạ của cái chân nhất mặt kính này đã. Dương Thần hơi chuyển động ý nghĩ, khiến chân nhất mặt kính cụ hiện ra. Tuy nhiên do nơi này diện tích quá nhỏ, hắn chỉ cụ hiện một mặt kính cao khoảng 1 mét bên cạnh. Đây vốn là một không gian mặt phẳng, vốn nên trong suốt, nhưng lại có thể phản chiếu cảnh vật bên ngoài, dường như còn có khả năng cưỡng ép chiếu rọi quá khứ của ai đó, khiến người đó du hành thời không trở về quá khứ để nhận thức rõ chân ngã của mình. Bản thân cái này không phải là năng lực tấn công, mà là một loại phụ trợ thần kỳ giúp người khác hồi ức quá khứ và nhận rõ bản thân. Nhưng trước đó tại tiểu lĩnh trạm, hắn ngoài ý muốn phát hiện rằng khi không gian này sử dụng công năng phản chiếu cảnh vật bên ngoài, nó còn có thể phản xạ lại các đòn tấn công. Dương Thần lấy ra một cái đinh và ném đi qua. Chỉ thấy cái đinh khi chạm vào mặt kính lập tức bị bắn ngược trở lại, hơn nữa còn trở lại đúng đường cũ, chính xác đến tay hắn. Hoàn toàn trở về theo đường cũ, đúng nghĩa của mặt kính phản xạ sao. Hắn thử kéo dài khoảng cách và gia tăng cường độ ném. Kết quả vẫn như cũ, cái đinh bay qua thế nào thì cũng sẽ bay ngược trở về như vậy. Đúng là hoàn toàn trở về đường cũ, hơn nữa tốc độ cũng giống hệt như không có bất kỳ sự tiêu hao nào. Giống như trước đây khi phản xạ lại đòn công kích khủng khiếp từ chiến hạm vũ trụ, cũng không có cảm giác gì về việc tiêu hao, cái này. Dương Thần có chút giật mình, càng thêm cảm thấy cái chân nhất mặt kính của mình quả thật bất phàm. Hắn tiếp tục làm các thử nghiệm khác nhau, lấy ra lượng lớn kỳ vật phổ thông do hắn chế tạo để làm thí nghiệm. Kết quả phát hiện, chỉ có những vật mang hiệu ứng công kích mới có thể bị phản xạ. Ví dụ như các lực lượng quấn quanh hoặc giam cầm thì sẽ không bị phản xạ mà chỉ bị ngăn lại. Nhìn chung thì không phải là vạn năng, nhưng như vậy đã rất lợi hại rồi, độ an toàn của ta lại tăng lên nhiều. Dương Thần hài lòng thu hồi lại không gian mặt kính, rồi lấy ra vật liệu mà hắn lấy được trước đó ở tiểu lĩnh trạm. Mặc dù vì thời gian cấp bách mà hắn cuối cùng chỉ lấy được một đống đá vụn, nhưng số lượng cũng không hề ít, ít nhất có hơn 1.000 cân. Đây chính là thuộc tính hư không sao. Khác một chút so với lực lượng không gian thuần túy, dường như không chỉ chứa đựng lực lượng không gian mà còn có loại đặc tính đồng hóa nào đó. Vì đã tiến hóa lên bậc 7, hắn có thể cảm nhận được thuộc tính ngoài năng lực bản thân, nên hắn mới có thể cảm nhận được thuộc tính cụ thể của tài liệu này. Hắn phá giải đống đá vụn này, loại bỏ đi các phần không có thuộc tính hư không, chỉ để lại tinh hoa. Cuối cùng, hơn 1.000 cân hư không thạch chỉ còn lại hơn 20 cân, phần còn lại đều bị bỏ đi. Lực lượng hư không dường như lấy đồng hóa làm chủ, nên chế tạo thành cái gì tốt đây? Điều mà Dương Thần muốn nhất chính là một loại vũ khí công kích cực đoan. Nhưng công năng tốt nhất là không trùng lặp với đinh súng và sinh mệnh chi nhận.
ta có thể diễn sinh ra thuộc tính từ khí diễn, vì vậy thuộc tính của vật liệu không quyết định thuộc tính cuối cùng, phải xem vận khí. Vậy thì, hắn quyết định dùng hư không thạch này để tạo thành một thanh kiếm, muốn xem liệu kỳ vật hình kiếm này cuối cùng sẽ diễn sinh ra dạng thuộc tính gì. Mặc dù tài liệu này rất cao cấp, nhưng bây giờ hắn đã là bậc 7 siêu cấp tiến hóa giả, tốc độ chế tạo nhanh hơn rất nhiều. Chỉ trong nửa tháng, hắn đã tạo hình được hư không thạch thành một thanh kiếm, cũng sắp xếp tốt thuộc tính nội bộ, khiến nó hình thành một vòng tuần hoàn. Không có bất kỳ gợn sóng nào, một kỳ vật siêu cấp mới đã ra đời. Bộ chóc chi kiếm level 74, trên lý thuyết có thể bắt giữ vạn vật siêu cấp kỳ vật, khóa chặt mục tiêu rồi bắn đi. Có thể bắt giữ và phong ấn mục tiêu, trên lý thuyết không có bất kỳ thứ gì có thể thoát khỏi loại bắt giữ này. Nhưng nếu mục tiêu có thực lực quá mạnh thì có thể sẽ phá hủy thân kiếm mà thoát ra. Cái quỷ gì thế? Đây không phải là kiếm hình kỳ vật sao? Sao lại diễn sinh ra công năng bắt giữ? Dương Thần không nói nên lời. Ngoài ra, cấp bậc của kỳ vật này cũng khiến hắn rất không hài lòng. Dựa trên tin tức vũ trụ trên Internet, giới hạn của vật liệu không có cấp bậc cố định, có vài thứ cùng loại thiên chi kỳ vật, cũng không rõ giới hạn cụ thể của cái này là gì. Vì nơi này không có tín hiệu nên hắn cũng không thể kiểm tra, thanh kiếm này có thể đúc lại không. Dương Thần bỗng nhìn vào thanh kiếm trong tay, ta luôn khoác lác rằng ta có thể phá giải siêu cấp kỳ vật. Nhưng theo tin tức trên Internet, dù là đạo cụ sư thực sự thì cũng rất khó để phá giải siêu cấp kỳ vật. Bình thường chỉ có thể hủy cấp thấp hơn bằng đẳng cấp cao hơn, thậm chí bậc 7 đạo cụ sư chỉ có thể hủy bậc 1 siêu cấp kỳ vật. Không biết trước đây những người đó đã tin mình như thế nào, đương nhiên cũng có thể họ nghi ngờ rằng sau lưng mình thật sự có đạo cụ sư đẳng cấp cao. Nếu đạo cụ sư tiến hóa cấp bậc là thần hóa giả, vậy thì có thể hiểu được. Bởi vì thần hóa giả cũng là cấp độ quy tắc, trên lý thuyết có thể phá giải siêu cấp kỳ vật, cho dù không dựa vào thủ đoạn của đạo cụ sư thì cũng có hy vọng làm được. Công năng này có vẻ sẽ rất hữu dụng, ta bắt giữ siêu cấp người lây bệnh hơn phân nửa cần dùng đến, nhưng hình dáng kiếm thì cơ bản khó dùng, không phù hợp với công năng. Hắn cắn răng một cái, quyết định phá giải, cùng lắm thì bị hỏng. Dù sao tiểu lĩnh trạm còn có lượng lớn hư không thạch đang chờ mình lấy ở Hắc Phong Sơn, cứ việc lấy, hắn cũng không áy náy. Phá giải siêu cấp kỳ vật, khó khăn duy nhất là dung chuyển lực trường đã thành hình. Nhưng ta có thể dùng khí diễn để nhẹ nhàng rót vào đó, đồng thời phá giải vật chất đến cấp độ nguyên tử, trên lý thuyết sẽ không quá khó khăn. Dương Thần không ngừng nghiên cứu, có lẽ ta cũng không cần phá hủy lực trường, chỉ cần tái tạo ngoại hình là được. Trước đây bán thành phẩm siêu cấp kỳ vật thứ nguyên chi giới còn có thể tái tạo. Không lý nào hiện tại mạnh hơn mà lại không thể tái tạo siêu cấp kỳ vật. Vấn đề duy nhất là siêu cấp kỳ vật này cấp bậc cao hơn chính hắn. Nhưng vấn đề cũng không lớn, cả hai đều ở bậc 7, chỉ cần không cao hơn một cấp lớn thì vẫn có hy vọng. Quả nhiên, khi hắn liên tục đưa khí diễn vào, bao trùm thuộc tính hạt cấu thành thân kiếm, quy tắc lực trường kia dường như bị che giấu. Tuy nhiên thân kiếm vẫn vô cùng kiên cố, khó mà dung chuyển. Phải mất trọn 3 ngày, cuối cùng hắn mới hoàn toàn che đậy quy tắc lực trường của thanh kiếm này. Sau đó là giải tỏa kết cấu tái tạo. Bùm! Ngay khi hắn cưỡng ép giải tỏa kết cấu thân kiếm, một luồng lực lượng kinh người bộc phát ra, trực tiếp lật tung nóc phòng hội viên, thậm chí toàn bộ mái thuyền cũng bị bật tung. Ta thao! Địch mợ nó! Là ai đang phá hủy cự luân? Muốn hại chết tất cả chúng ta sao? Phía xa vang lên tiếng giống giận dữ. Sau đó một đám người lao tới, rõ ràng đều là những kẻ vô tội bị liên lụy. Ngay cả các trợ thủ trên thuyền cũng đến, một mặt bất đắc dĩ nhìn sang bên này. Mặc dù phá hủy cự luân cung cấp không cần bồi thường, nhưng Dương Thần cũng lo ngại nếu lặp lại nhiều lần sẽ bị công ty bãi độ kéo đen. Vì vậy hắn vội vàng giải thích với các trợ thủ trên thuyền, tại hạ đang tái tạo siêu cấp kỳ vật, vừa rồi không cố ý phá hủy. Cái gì? Tái tạo siêu cấp kỳ vật? Các trợ thủ trên thuyền chưa kịp mở miệng thì những người lao tới đã lần lượt dừng bước, nhìn vào thanh kiếm trong tay Dương Thần đã có phần biến dạng, ánh mắt cực kỳ nóng bỏng. Trợ thủ trên thuyền nhắc nhở, tôn kính Dương Thần đạo cụ sư, sau này những tình huống như vậy xin hãy hạn chế xuất hiện. Dương Thần có chút nhíu mày, trợ thủ này có thể gọi ra tên hắn, rõ ràng thông tin ẩn chứa trong đó nhiều hơn hắn nghĩ. Ta sẽ cố gắng. Hắn gật đầu, sau đó trực tiếp dùng tinh thần lực cưỡng ép đuổi tất cả mọi người đi. Lúc này không thể bị quấy rầy. Lần đầu tái tạo siêu cấp kỳ vật chân chính, dù là hắn cũng không dám thất lễ. Những hành khách kia dù có chút bất mãn, muốn đến gần để quan sát,
nhưng vì đều biết đạo cụ sư bản thân cũng là siêu cấp tiến hóa giả, cho nên không dám nói gì thêm. Người văn minh sơ đẳng có thể không biết, nhưng người văn minh trung đẳng hầu như đều biết, cơ giới sư chưa chắc là siêu cấp tiến hóa giả, nhưng đạo cụ sư thì nhất định là siêu cấp tiến hóa giả. Trợ thủ trên thuyền cũng không quấy rầy Dương Thần nữa, nhắc nhở một câu rồi rời đi. Về phần chiếc thuyền này, dù mái thuyền bị lật tung, nhưng thân thuyền không bị ảnh hưởng, chỉ cần không tiếp tục bị phá hủy, nó còn có thể hoạt động thêm rất nhiều năm. Hơn nữa, công ty bãi đậu hẳn đã dự liệu trước loại tình huống này và có biện pháp ứng phó. Để phòng ngừa ngoài ý muốn, Dương Thần thả ra tinh thần mê vụ bảo vệ xung quanh, sau đó tiếp tục tái tạo siêu cấp kỳ vật này. Vì muốn giữ lại công năng vốn có, hắn không dám phá hủy kết cấu bên trong, nhưng thay đổi hình dạng bên ngoài chắc chắn sẽ dẫn đến một chút phản ứng dây chuyền. Lại thêm nửa tháng trôi qua, quá trình tái tạo này cuối cùng cũng hoàn thành, một khẩu súng ngắn tinh xảo xuất hiện trong tay hắn. Khi dữ liệu xuất hiện lại, phần giới thiệu cũng hoàn toàn thay đổi, đây là sự thay đổi về bản chất, không phải chỉ đơn thuần thay đổi về ngoại hình. Tinh thần phong ma súng level 71, trên lý thuyết có thể phong ấn vạn vật siêu cấp kỳ vật. Khóa chặt mục tiêu và bóp cò súng, có thể bắn ra duy nhất một viên đạn phong ấn mỗi lần. Mục tiêu bị trúng sẽ bị phong ấn và hóa thành một quả cầu nhỏ. Loại phong ấn này trên lý thuyết không có giới hạn cấp độ, nhưng có tỷ lệ nhất định. Mục tiêu càng yếu thì tỷ lệ phong ấn thành công càng cao. Ngược lại, vật có cấp độ càng cao thì tỷ lệ phong ấn thành công càng cao. Tầm sát thương của đạn cũng là khoảng cách phong ấn. Hiện tại khoảng cách hiệu quả là 1.000 km. Cấp độ càng cao thì tầm bắn càng xa. Dương Thần rốt cuộc cười. Nhìn xem, cái tên này, cao cấp và đầy khí thế biết bao. Mặc dù do việc phá hủy trước đó khiến cấp bậc lực lượng hạ từ cấp 74 xuống cấp 71, nhưng chức năng mới tốt hơn công năng cũ rất nhiều. Đừng nhìn công năng cũ trước đó trên lý thuyết không có tỷ lệ thất bại, nhưng trạng thái trước đó gần như chỉ có thể sử dụng một lần duy nhất. Nếu mục tiêu quá mạnh, cũng có thể phá hủy siêu cấp kỳ vật này. Hiện tại thì khác, phương thức sử dụng là bắn ra đạn phong ấn, có thể phong ấn mục tiêu xa không chỉ một. Nếu phần tin tức giới thiệu không đề cập đến giới hạn, thì trên lý thuyết không có hạn mức cao nhất. Dương Thần đơn giản tìm tòi và nhanh chóng hiểu rõ phương pháp sử dụng siêu cấp kỳ vật này. Sự thần kỳ của siêu cấp kỳ vật chính là tiêu hao không lớn, người nắm giữ duy nhất cần tiêu hao chính là dùng tiến hóa chi lực để kích hoạt vật phẩm này và khiến nó vận hành. Đương nhiên, điều này chỉ là yêu cầu cơ bản để sử dụng. Trên lý thuyết, một tiến hóa giả bậc một phổ thông cũng có thể sử dụng, mặc dù cái giá phải trả có thể là trong nháy mắt mất hết sức lực hoặc tử vong, nhưng vẫn có thể sử dụng được. Chương 240, lệnh treo giải thưởng. Ra ngoài mua vài thứ, rồi đến khu D319 bắt siêu cấp người lây bệnh. Dương Thần hơi chuyển động ý nghĩ, lập tức xuống thuyền. Chỉ trong chớp mắt, hắn đã rời khỏi dị thời không cự luân, xuất hiện trên một quảng trường khổng lồ. Kỳ lạ là, hắn vừa xuất hiện, tất cả mọi người xung quanh đều đột nhiên nhìn qua. Người kia, một số người ánh mắt lấp lóe, vội vàng lui lại. Nhưng cũng có kẻ kích động, dường như muốn ra tay với hắn. Tình huống gì thế này? Chẳng lẽ nơi đây lại là một cứ điểm nào đó của Hắc Phong Sơn? Dương Thần trong lòng hồ nghi, đang do dự xem có nên đổi sang khu vực khác để mua đồ hay không, thì chợt thấy cách đó không xa có quảng cáo trên màn hình lệnh treo giải thưởng. Đó là lệnh treo giải thưởng của Hắc Phong Sơn, treo thưởng 100 triệu hắc sao để giết hắn và mang về thi thể. Cái quỷ gì thế? Mình bị Hắc Phong Sơn treo thưởng. Cũng đúng, Hắc Phong Sơn là thế lực văn minh trung đẳng, trước đó chắc chắn đã bắt gặp hình ảnh của mình. Mà mình trực tiếp phá hủy một cứ điểm của Hắc Phong Sơn, bị treo thưởng cũng không có gì lạ. Mặc dù trong lòng khó chịu, nhưng hắn cũng không có cách nào khác, binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn. Đang chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên từ xa có một thất giai tiến hóa giả bay lên không, nồng đậm ác ý tỏa ra từ người này. Dương Thần lấy ra tinh thần phong ma súng, đưa tay bắn một phát. Bùm! Người đàn ông trung niên kia, bộ dáng bậc 7 hậu kỳ tiến hóa giả, trong nháy mắt như bị sét đánh. Người bên ngoài chỉ thấy lấy hắn làm trung tâm, một màn ánh sáng nhanh chóng phóng đại, từ màn sáng bắn ra lít nha lít nhít các xiềng xích chui vào cơ thể người đàn ông trung niên, rồi bỗng nhiên co lại. Người đàn ông trung niên biến mất, tại chỗ chỉ còn lại một quả cầu nhỏ hai màu trắng đen cỡ quả đấm. Nói thì chậm, nhưng thực tế một màn này ngay cả 1/10 giây cũng chưa đến, gần như hoàn thành trong nháy mắt, chỉ có người có thực lực đủ mạnh mới có thể miễn cưỡng thấy rõ. Thật mạnh, trong tay hắn là kỳ vật. Đừng chọc vào hắn, tiền này không đáng để kiếm. Những kẻ ban đầu có ác ý lần lượt bỏ đi ý định,
nhanh chóng rời khỏi. Dương Thần vẫy tay, lấy quả cầu kia vào tay, sau đó có chút mong đợi nhìn về phía xung quanh. Nhưng ánh mắt hắn nhìn đến đâu, tất cả mọi người đều như tránh rắn rết mà lùi lại. 100 triệu hắc sao, các ngươi không động tâm sao? Hắn không nhịn được hỏi. Mọi người xung quanh không ai nói gì, đều cực kỳ lý trí, không bị lời nói của hắn mê hoặc. Dương Thần cười nhạo một tiếng, trực tiếp bay lên không trung rời đi. Tuy nhiên, hắn cũng không buông lỏng cảnh giác, tinh thần chướng ngại vẫn duy trì và luôn sẵn sàng cụ hiện chân nhất mặt kính. Lúc này Bành Mẫn gửi tin nhắn, ngươi làm gì vậy? Sao lại bị Hắc Phong Sơn treo thưởng? Ngươi biết sao? Dương Thần kinh ngạc, ta luôn theo dõi trên mạng, trên internet cũng xuất hiện lệnh treo giải thưởng đó. Bành Mẫn có chút lo lắng hỏi, có cần ta ra ngoài không? Ở bên ngươi sẽ an toàn hơn. Chỉ là trước đó vô tình xâm nhập một cứ điểm của Hắc Phong Sơn, không cẩn thận phá hủy nơi đó. Ngươi không cần ra ngoài, đừng lo cho ta, hiện tại ta một thân siêu cấp kỳ vật, trang bị đầy đủ đến tận răng. Dương Thần mỉm cười nói, mà lại ta hiện tại đã tấn thăng bậc 7, không bao lâu nữa liền có thể lên bậc 8. Ta mua đồ trước, đợi rảnh rỗi về sẽ giúp ngươi tăng cấp, tạm cúp máy. Bành Mẫn không thích khắp nơi bôn ba, để nàng an tâm ở nhà là tốt nhất. Bây giờ mình đã không cần người khác bảo vệ, không chỉ là vấn đề phòng ngự và sức chiến đấu, mà mình còn có thể tùy thời trốn vào dị thời không cự luân. Vừa cúp máy với Bành Mẫn, Hồ Diên Linh Hy lại gửi tin nhắn, ngươi làm sao chọc tới Hắc Phong Sơn? Ta ở trong di tích cũng thấy lệnh treo giải thưởng. Không cẩn thận phá hủy một cứ điểm của Hắc Phong Sơn, vấn đề không lớn. Dương Thần nói, nếu không có việc gì thì ta cúp máy trước, hiện tại đang bận. Được rồi, đúng rồi, chuyện của Linh Y, cảm ơn ngươi. Hồ Diên Linh Hy bỗng nói, Lão Tổ Tông biết đến sự tồn tại của ngươi. Lão Tổ Tông nhờ ta chuyển lời rằng quyền hạn thân phận Hồ Diên Thần của ngươi đã được nâng lên tối cao, ngang hàng với Lão Tổ Tông. Hiện giờ ngươi đã là một trong những người cầm quyền tối cao của Hồ Diên Thị. Cái quỷ gì? Dương Thần im lặng, làm sao mình lại trở thành một trong những người cầm quyền tối cao của Hồ Diên Thị rồi? Năng lực của ngươi đã hoàn toàn vượt ra khỏi dự đoán của ta. Hồ Diên Linh Hy ánh mắt phức tạp, cảm kích nói, hiện tại nhánh của ta vì sự xuất hiện của Linh Y đã bình thường trở lại. Đồng thời do có quan hệ với ngươi, ta lại có thể nhận được tư nguyên nghiêng về, cảm ơn ngươi. Kìa! Dương Thần đột nhiên mắt sáng lên, ta có thể chỉ huy Hồ Diên Thị tìm kiếm siêu cấp tài liệu cho ta không? Trên lý thuyết là có thể. Hồ Diên Linh Hy khóe miệng co giật, nhưng vì Lão Tổ Tông đã phong tỏa chân tướng Linh Y trở thành bán thần, nên những người khác trong tộc có thể sẽ không hoàn toàn. Phục tùng ngươi, đây là để bảo vệ ngươi, ngươi đừng hiểu lầm. Tốt thôi. Dương Thần từ bỏ quyết định này. Mặt khác, Hồ Diên Thị không mạnh như ngươi nghĩ đâu. Trước đó có thể lấy được bậc 7 thi thể binh khí siêu cấp đã là cực hạn. Hồ Diên Linh Hy nói, chúng ta dù sao cũng chỉ là thế lực văn minh cấp 2 nghèo nàn, mà bây giờ, tất cả các văn minh trung đẳng đều đang hành động, tranh đoạt binh khí siêu cấp sinh vật, dường như để chế tạo dược tề tiến hóa siêu cấp. Hiện tại, một thi thể binh khí siêu cấp bậc 1 đã được xào nấu lên hơn ngàn vạn hắc sao, bậc 7 thậm chí bậc 8 đã khó có thể tưởng tượng nổi. Một bộ bậc 1 siêu cấp binh khí sinh vật thi thể đều bị xào nấu lên hơn ngàn vạn hắc sao sao. Dương Thần bất đắc dĩ nói, xem ra ta chỉ có thể tự nghĩ cách, vậy ngươi cứ bận việc của mình, cúp máy. Vừa cúp máy với Hồ Diên Linh Hy, Kim Luân cũng gửi thông tin đến. Ta ngạc nhiên thật, Dương Thần, cuối cùng ngươi cũng nhận điện thoại. Ta còn tưởng rằng ngươi đã bị Hắc Phong Sơn chơi chết rồi. Nhìn thấy Dương Thần, Kim Luân thở phào nhẹ nhõm, lập tức một mặt hưng phấn hỏi, tiểu tử ngươi đã làm gì vậy? Sao Hắc Phong Sơn lại tức giận đến mức đó? Vậy mà treo thưởng 100 triệu hắc sao, hơn nữa còn đưa lên quảng cáo khắp nơi, tuyên truyền lệnh treo giải thưởng này quang minh chính đại, ta nghi ngờ chi phí này đã vượt qua chục tỷ hắc sao rồi. Chỉ là không cẩn thận phá hủy một cứ điểm nhỏ của Hắc Phong Sơn thôi. Dương Thần thuận miệng giải thích. Dạng cứ điểm gì? Kim Luân liền vội vàng hỏi. Một khối giới hạn hư không trên đá, lớn hơn 300 cây số, trên đó có khoảng 1.000 chiếc phi thuyền vũ trụ cỡ trung và nhỏ, còn có một bộ bậc 8 siêu cấp người lây bệnh. Dương Thần suy nghĩ, đúng rồi, còn có khoảng 1 vạn tiến hóa giả cấp cao nữa. Lúc ấy ta không đếm kỹ, nhưng đó là chạm xuống thuyền của dị thời không cự luân, có lẽ cũng là một thị trường giao dịch đặc thù. Kim Luân ngây dại, mất nửa ngày không nói nên lời. Ta có việc phải làm, cúp máy trước. Dương Thần cúp máy thông tin, tiếp tục sử dụng quang não tìm kiếm hàng hóa bán qua mạng trên tinh cầu này,
chuẩn bị mua sắm các loại tinh thạch năng lượng trung đê dài. Hắn chỉ cần sử dụng để tăng cấp, không cần dùng đến loại xa xỉ phẩm như nguyên dịch gen, đợi khi có thời gian về nhà sẽ mua một ít để chữa trị chân cốt thiếu hụt là được. Ở một nơi khác, Kim Luân mất vài phút mới hồi phục tinh thần, một mặt hoài nghi nhân sinh. Hắn làm thế nào được vậy? Ta nhớ lúc rời đi, hắn mới chỉ là bậc năm sơ kỳ mà. Kim Luân thật sự hoài nghi cuộc đời. Cùng là siêu cấp tiến hóa giả, tại sao chênh lệch lại lớn như vậy? Ta hiện tại đột nhiên không muốn để hắn tham gia nữa, tiềm lực của hắn quá kinh khủng, nếu chết yểu thì tổn thất cũng quá lớn. Kim Luân có chút chần chừ, nhưng hắn đã triệt để đắc tội với Hắc Phong Sơn. Thôi, cứ đi từng bước xem sao. Hóa ra viên tinh cầu này gọi là Bát Phương Tinh, vậy mà cũng là một tinh cầu mậu dịch mở. Do đất trống quá ít, kiến trúc lại dày đặc. Dương Thần vẫn chưa tìm xong những thứ cần mua, liền đi đến một lối vào đường đặc thù. Nói đặc thù là vì hàng hóa ở đây chủ yếu là con người. Đúng vậy, đây chính là thị trường giao dịch nô lệ. Nô lệ. Dương Thần hạ xuống mặt đất, đi vào con đường này. Vừa tiến vào con đường, vô số tâm tình tiêu cực liền ập vào mặt, khiến bầu trời nơi này dường như cũng âm u đi. Nếu ở văn minh sơ đẳng, thậm chí là văn minh nguyên thủy, loại tâm tình tiêu cực đậm đặc như thế này chắc chắn sẽ bồi dưỡng ra những tà ma vô cùng khủng khiếp. Nhưng ở đây, những tâm tình tiêu cực đó lại như bị thanh lý, mặc dù mỗi thời khắc đều có tâm tình tiêu cực sinh ra, nhưng không tràn ra khỏi con đường này. Vừa đi về phía trước, Dương Thần vừa nghiên cứu quả cầu phong ấn trong tay, muốn xem liệu có thể chế tạo nó thành kỳ vật hay không. Nhưng đáng tiếc là, quả cầu này vốn là một loại lực lượng đặc thù, mặc dù sờ vào có cảm giác, nhưng bản thân nó là năng lượng, thậm chí ẩn chứa quy tắc, cho nên không thể bị cải tạo. Trên đường đi, hắn nhìn thấy nhiều loại biểu hiện của nô lệ. Có nô lệ bị giày vò đến máu thịt be bét, nhưng ánh mắt vẫn phẫn nộ mà bất khuất. Có kẻ không một mảnh vải che thân, bị xem như hàng hóa bình thường, ánh mắt chết lặng, dường như linh hồn đã chết. Cũng có những kẻ mặc quần áo vừa vặn, một mặt nhu thuận, rõ ràng đã được thuần hóa tốt, thậm chí còn bị cắm chip vào đầu. Lần đầu tiên đến nơi này, Dương Thần tâm trạng không hiểu được. Mặc dù từng là hoang dân, ăn bữa trước không biết bữa sau, nhưng ít nhất cũng cực kỳ tự do. Còn những nô lệ này lại bị xem như hàng hóa thực sự để bán, thậm chí bị cung cấp để người khác tùy ý lựa chọn. Bỗng nhiên, một luồng địch ý nồng đậm từ một cửa hàng truyền đến. Dương Thần trong lòng cảnh giác, âm thầm cảm nhận, phát hiện người mạnh nhất trong cửa hàng đó cũng chỉ là một tiến hóa giả bậc 9 bình thường, lập tức yên tâm. Thông qua tinh thần lực, hắn nhìn thấy tên cửa hàng kia là Hắc Phong Tiểu Điếm, lập tức hiểu ra nguyên nhân của địch ý. Cái tên này quá quen thuộc. Ở nơi này mà xuất hiện lệnh treo thưởng của Hắc Phong Sơn, mà Hắc Phong Sơn lại cường thế như vậy, không có khả năng ai dám dùng cái tên này. Vậy chân tướng chỉ có một, Hắc Phong Tiểu Điếm này chính là cửa hàng của Hắc Phong Sơn ở đây. Mặc dù có chữ tiểu trong tên, nhưng nội bộ không hề nhỏ, và tất cả nô lệ được mua bán ở đây đều là tiến hóa giả cấp cao. Nơi này là tinh cầu mậu dịch, chắc chắn có lực lượng vũ trang kinh người. Mặc dù ta muốn đi lúc nào cũng có thể, nhưng vẫn nên cố gắng không tự mình ra tay, tránh tạo thù hằn khắp nơi. Dương Thần tiếp tục đi lên phía trước, tinh thần lực thì âm thầm quan sát cửa hàng kia. Các bạn vừa nghe xong tập 24 của bộ truyện Nạn Đói, Vật Phẩm Của Ta Có Thể Thăng Cấp của tác giả Tả Nhĩ Thính Thiên tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.org. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.